Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 16 Trung Bộ Kinh. Và bài kinh hôm nay có tựa đề là Kinh Tâm Hoang Vu. Đây là cái bài kinh nói về cái tâm mà không có nơi nương tựa. Thì sẽ là một cái tâm hoang vu. Hoang vu như là một cái nơi mà nó không có người, con người sinh sống. Giống như là sống ở trên sa mạc, không có con đường đi nối lại, không có nàng mạc, không có dân cư, nhà cửa. Và nếu một cái người nào mà bị lạc đường ở trên sa mạc, thì cái người đấy sẽ gặp nhiều nguy hiểm, rủi ro, bất hạnh. Cũng như vậy, nếu mà một cái người nào mà trong nội tâm của mình không có một cái con đường để mà hướng theo, thì cái nội tâm của cái người đấy sẽ không biết là mình đi đâu về đâu. Và cái người đấy sẽ được ví như là một kẻ lạc đường bơ vơ ở trong rừng rú hoặc là ở trên sa mạc. Người đấy được gọi là cái tâm đấy được gọi là tâm hoang vu. Hoang vu là không có cái nơi, không có con đường để đi, không có cái nơi để nương tựa. Thì cái nội kinh của cái bài, cái nội dung của cái bài kinh này, Đức Phật dạy như thế này. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đản Nâm, vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này chư tỳ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Chư tỳ kheo nào chưa diệt trừ được năm tâm hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, vì ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện này không xảy ra. Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? Chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư tỳ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự không quyết đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được đoạn trừ. Nên là cái trong năm cái tâm hoang vu thì ở đây là cái tâm thứ nhất là nghi ngờ Phật, thứ hai là nghi ngờ pháp, thứ ba là nghi ngờ tăng, thứ tư là nghi ngờ học pháp và thứ năm là sân hận. Đấy nó gọi là năm cái tâm hoang vu như vậy. Thì cái đầu tiên thì Đức Phật nói là một cái người nào mà còn có cái tâm hoài nghi, nghi ngờ Đức Phật thì cái tâm của người đấy sẽ do dự, không quyết đoán, không có lòng tịnh tín. Và cái người đấy sẽ không nỗ lực, tinh cần, tinh tấn, cố gắng thực hành những cái lời của Đức Phật dạy. Thì đó là cái điều dĩ nhiên rồi. Khi mà mình không tin tưởng một cái người dẫn đường, ví dụ như là mình đang đi đi trên một cái con đường mà cần phải đi, nhưng mà mình là một cái người không biết được. Thế rồi có một cái người đã chỉ cho mình con đường là hãy đi cái con đường này an toàn, nhưng mà cái người đi đường đấy thì lại nghi ngờ, bảo ô không biết cái ông này ông là người tốt hay người xấu, có khi ông ấy lại là cái người xấu, ông chỉ mình đi cái đường này rồi ông ấy lại ăn cướp mình thì sao, ông lại sát hại mình thì sao, không biết là ông ấy sẽ chỉ mình đi vào con đường an toàn hay là ông ấy chỉ mình đi con đường nguy hiểm, không biết là ông có người biết đường hay không, hay là ông cũng là cái người không biết đường, mình nghe theo lời ông ấy mình đi cái con đường này nguy hiểm quá. Đấy là một cái sự nghi ngờ như thế. Thì Đức Phật là một cái người dẫn đường mà, là một cái người thầy chỉ đường. Đức Phật bảo hãy đi cái con đường này, con đường này đi đến hạnh phúc, đi đến an vui, đi đến thoát khổ đau. Thì Đức Phật chỉ đường gì? Đức Phật chỉ con đường đi đến chấm dứt khổ đau mà thôi. Rồi Đức Phật sẽ dạy là cái con đường này trông thì nó an toàn đấy, nó bằng phẳng đấy, nó dễ đi, nhưng mà khi cái con đường này sẽ đi vào đọa xứ địa ngục. Vậy thì nó sẽ có hai con đường đời với con đường đạo. Thế thì cái tâm lý chúng sinh thường thường là thích đi cái con đường nào mà nó có nhiều cái sự khả ái hấp dẫn, đi cái con đường nào mà mình cảm thấy nó có nhiều cái vị ngọt, dễ đi. Ví dụ như là một hai cái con đường, một con đường là đi ngược lên trên đỉnh núi và một cái con đường là đi xuôi xuống dưới vực sâu. Thì thường thường là người ta đi xuống thì nó sẽ nhàn, còn đi lên thì sẽ rất là gian khổ. Thì cái con đường của Đức Phật là dạy là đi lên, còn cái con đường đời là sẽ dạy đi xuống.
để đi xuống nó có cái lực nó hút xuống nó nhanh, thì cái dục ở trên đời nó hút con người ta đi vào cái đường đời nó dễ đi. Còn khi mà muốn đi vào cái con đường giải thoát ấy, thì phải đi ngược lên trên, lên trên đỉnh cao thượng, thì phải dùng cái sức nỗ lực kiên trì tinh tấn cố gắng nhiều. Đấy là hai cái con đường đấy, thì cái người đi đường sẽ chọn một là đi xuống, hai là đi lên. Thì một số người thì sẽ người có trí tuệ thì sẽ biết rằng con đường đi lên mới là con đường an toàn. Con đường đi lên này thì rất là gian khổ, gian nan, nhưng lên đến đỉnh núi rồi thì mình sẽ an toàn. Còn con đường đi xuống, đi theo cái con đường đời, con đường thế tục này, nó rất là an vui, rất là, nhưng nó là vui trước khổ sau. Nhưng mà với một cái người có trí tuệ thì hiểu được như thế, nhưng mà với một cái người trí tuệ kém thì còn nghi ngờ do dự, không biết rằng là cái con đường đấy thật sự nó có an vui hạnh phúc thật hay không, và không biết mình có đủ cái sức để mà đi cái con đường đấy hay không, không biết là cái ông thầy này, ông ấy, cái vị dẫn đường này, vị ấy có là cái người đã từng đi lên đến đỉnh núi đấy chưa, vị ấy biết ở trên đấy có cái gì không. Thì đấy là những cái hoài nghi chất vấn như vậy, người ta sẽ nghi ngờ Đức Phật là không biết là vị đấy có phải là một cái vị Phật thật hay không, vì ông ấy cũng là người bằng xương bằng thịt như con người bình thường ấy này. Ai biết được những cái lời của ông ấy nói ra có đúng hay không. Dụ như là khi Đức Phật khi sinh ra thì cũng là con người bình thường thôi. Nhưng mà trước khi mà Đức Phật ra đời cách 1.000 năm trước thì đã có các nhà tiên tri người ta nói rằng là sau 1.000 năm nữa sẽ có một cái một vị Bồ Tát từ cái cõi trời đâu suốt giáng sinh. Vị ấy sẽ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và sau này vị ấy sẽ từ bỏ đời sống gia đình và xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình và tu chứng đắc đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc thành một vị giác ngộ, và sẽ dẫn dắt cho chúng sinh cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau. Và những cái điều đó đã được ghi lại ở trong thánh điển Vệ Đà của dân Ấn Độ thời bấy giờ, và đã nổi tiếng khắp cái cõi Diêm Phù Đề, là cái đất nước Ấn Độ rộng lớn mênh mông thời đó. Và rất là nhiều người ta đã đang chờ đợi đến một ngày nào đó sẽ có một con người có sinh đã có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và vì đấy sẽ thành Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên là khi Thái tử Tất Đạt Đa chào đời, và người ta các vị tiên tri người ta xem tướng, người ta thấy vị này có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, người ta đã biết vị này trong tương lai sẽ tìm một con đường, đó là đi xuất gia mà thành Phật. Mặc dù vậy, khi mà Ngài đi xuất gia rồi, Ngài đã thành Phật rồi, nhưng lúc đấy có Ngài chưa đi thuyết pháp, vẫn còn đang quanh quẩn ở dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, 7 tuần liền. Vẫn còn cái lúc đấy Ngài đang đi kinh hành, thì có những vị chư thiên, người ta có tha tâm trí, người ta biết rằng là Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật. Một số vị chư thiên nói rằng vị ấy chưa thành Phật. Nếu như thành Phật, vị ấy đã đi thuyết pháp độ sinh, vị ấy vẫn còn ngồi thiền, vẫn còn quanh quẩn dưới gốc cây Bồ Đề, thì vị ấy vẫn chưa đắc đạo. Thì ngay lúc đấy đã có những cái sự hoài nghi khởi lên. Thì để chấm dứt cái hoài nghi ấy, Đức Phật đã biến ra một cái con đường bằng châu báu ở trên hư không gần cái cội Bồ Đề đó, và Ngài đi kinh hành ở đó 7 ngày 7 đêm. Thì lúc đấy tất cả các vị chư thiên đã tuyệt đối có niềm tin rằng là Tất Đạt Đa, Thái tử Tất Đạt Đa đã đắc đạo, đã thành Phật. Rồi sau 49 ngày đêm đấy thì Đức Phật mới nghĩ về cái con đường thuyết pháp độ sinh. Và Ngài bộ hành đi đến cái vườn Lộc Uyển để độ anh em ông Kiều Trần Như. Trên đường đi, Ngài gặp một cái vị lõa thể, Udaka. Và vị Udaka này mới hỏi Ngài là ai. Thì lúc đấy Đức Phật mới tuyên bố cái sự chứng đắc của mình. Ta là một cái vị đã giác ngộ, đã thành Phật. Là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không gì là ta không thấy, không gì là ta không biết. Ta có trí tuệ giác ngộ tuyệt đối và hoàn hảo như thế. Nói ra những cái điều đó thì cái vị lõa thể Udaka này chỉ có ne lưỡi, niếm mép, chép miệng để nói là mong là như vậy, mong rằng là như vậy. Thì lúc đấy vị này là vẫn còn hoài nghi, nửa nghi nửa tin. Thì nếu như cái lúc đấy cái vị Udaka này, vị lõa thể đấy mà tin rằng đây là một cái vị Phật chánh đẳng giác, thì vị đấy ta xin đi xuất gia ngay. Vị đấy sẽ nói là thế thì Ngài hãy độ cho tôi được, Ngài hãy độ cho con xuất gia trong giáo pháp này.
Nhưng mà lúc đấy vị đó cũng nửa tin nửa ngờ, còn hoài nghi, cho nên là hai người lại chia tay, mỗi người đi mỗi đường. Thì khi mà Đức Phật đi đến vườn Lộc Uyển, gặp năm anh em ông Kiều Trần Như là những người bạn cùng tu suốt 6 năm trời với nhau rồi, mà các vị ấy vẫn gọi Đức Phật là hiền giả, này hiền giả Siddhartha, sao lại đến đây. Thì lúc đấy Đức Phật nói là các hiền giả đừng có gọi ta là hiền giả, mà bây giờ ta đã là Như Lai, bậc ứng cúng, chánh miến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trự phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thì, và lúc đấy năm anh em ông Kiều Trần Như nói là làm sao ngài có thể thành Phật được, khi xưa ngài tu khổ hạnh quyết liệt như thế còn chẳng đắc đạo, huống chi sau này đã từ bỏ lối tu khổ hạnh, hưởng thụ những dục nạc mà lại nói thành Phật, không tin. Thì lúc đấy mới nói rằng con đường tu khổ hạnh ép xác là cực đoan, hưởng thụ ngũ dục là cực đoan, và con đường tu trung đạo không có ép xác, không có hưởng thụ ấy mới là con đường đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Mặc dù đã nói rất nhiều lần nhưng các vị ấy vẫn không tin. Vì sao Đức Phật phải dùng những lời nói quyết liệt hơn, và từ ngày xưa đến giờ ta đã bao giờ nói dối chưa, các ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi, đã bao giờ ta nói một lời nào dối trá chưa? Thì lúc ấy các vị bảo đúng là chưa, ngài chưa bao giờ nói dối. Thế thì bây giờ ta nói ta thành Phật có nghĩa là ta đã nói thật. Thì lúc đấy các vị ấy mới tin, và lúc đấy khi tin tưởng rồi thì mới chịu nghe pháp, và khi nghe pháp thì các vị ấy giác ngộ dần dần, rồi cũng dần dần trở thành những vị A-la-hán. Thì như thế đó, đến ngay một vị Phật đắc đạo thành Phật rồi cũng thế, để mà cho người ta có được cái niềm tin thì cũng không phải là dễ, bởi vì Đức Phật thì rất là cao siêu, rất là cao thượng, nhưng mà vẫn là một cái con người bằng xương bằng thịt này, thì cái giáo pháp thì lại rất là thâm sâu vi diệu nữa. Thì đâu có phải là ai mà cũng hiểu được, ai mà cũng có thể có đủ cái trí tuệ để mà có được cái niềm tin, tịnh tín đâu. Thì chỉ có những người có trí mới có cái trí tuệ rất thâm sâu, mới có thể hiểu, mới có thể thấy được. Rồi cũng như thế, Đức Phật đi thuyết pháp, và để cái thời gian đầu để mà hóa độ được chúng sinh rất là khó. Nhưng sau đó ngài đi đến cái vườn, đi đến cái để độ cho ba anh em ông Ca Diếp, Chu Lâu Tần Nao Ca Diếp, Uruvena, đến cái xứ Uruvena để độ cho ba anh em ông Ca Diếp. Thì mặc dù ngài đã thị hiện rất nhiều những cái thần thông khác nhau, nhưng mà ông Ca Diếp ông ấy vẫn Kassapa vẫn cứ khăng khăng một điều rằng vị này mặc dù có thần lực lớn nhưng mà vị ấy không phải là A-la-hán, chỉ có ta mới là A-la-hán. Thì lúc nào ông cũng cứ nhận như thế, và phải suốt một thời gian dài trong 3 tháng liền thì Đức Phật mới có thể độ được cho ba anh em ông này cùng với lại 1.000 vị đệ tử của ông đó. Sau khi mà người ta có cái niềm tin rồi thì lúc đấy họ mới nghe pháp. Sau khi đó 1.000 vị đạo sĩ thờ nửa đó khi có niềm tin đây là một cái vị Phật thánh đẳng thánh giác rồi, thì lúc đấy người ta họ mới lắng tai nghe pháp. Lúc đấy Đức Phật mới thuyết lên một bài pháp nói về nửa tất cả đang bốc cháy. Nghe xong bài pháp đấy cả 1.000 vị đạo sĩ đó đều chứng quả A-la-hán. Nên đấy là thế thì muốn cho một cái người nào đó, muốn hóa độ được một cái người nào đó, trước tiên là phải khởi lên cái niềm tin ở cái người đó. Nếu như cái người đó không khởi lên cái niềm tin thì cái sự hóa độ đối với một cái người đó là không thành tựu, không có đạt được. Cũng như vậy trong suốt cái thời gian, trong suốt cái quá trình thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật cũng thế. Thì lúc khi mà Đức Phật chưa ra đời thì tất cả những cái dân chúng thời bấy giờ người ta sẽ theo các cái tôn giáo khác nhau, theo các cái đạo khác nhau, mà thời bấy giờ rất là nhiều các cái đạo, trong có thì có những cái đạo thờ nửa, có những cái đạo thì người ta thờ những cái vị thần linh của theo cái phong tục truyền thống của người ta. Mỗi người có, người ta đã từng theo những cái tôn giáo, những cái đạo của người ta rồi, và bây giờ một vị Phật ra đời thì phải chứng minh được cái con đường của mình là cao thượng hơn các cái đạo khác mang cái tính mê lầm nhiều. Thì lúc đấy thì Đức Phật cần phải thuyết giảng nên những cái giáo pháp cao thượng. Thế thì cũng có nhiều người do khởi lên được cái niềm tin rồi sau đó thực hành phát triển ra cái trí tuệ giác ngộ và đỡ sẽ trở thành những bậc thánh nhân A-la-hán và trở thành những vị thánh đệ tử của Đức Phật. Và rất nhiều người đã trở thành những bậc thánh đệ tử.
Và cũng như thế cho đến sau này nữa thì cái danh tiếng của Đức Phật càng ngày càng lan tỏa, càng truyền xa. Và rất là nhiều người nghe đến cái danh tiếng đấy và thấy rất là nhiều những cái bậc thiện nhân, những cái bậc tri thức, những cái bậc có thời danh, có danh xưng ở trên đời đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trở thành những người xuất gia dưới cái giáo pháp sống trong tăng đoàn của Đức Phật Bổn Sư. Thì lúc đấy cũng có một số người do tò mò, do sự hiếu kỳ, do cái sự muốn đi tìm hiểu, và người ta cũng có thể người ta đến, người ta xuất gia ở trong giáo pháp đấy. Nhưng không phải là tất cả mọi người đến vì niềm tin, mà có những người người ta đến rồi người ta trải nghiệm, sau đó người ta mới khởi lên niềm tin. Như vậy có những vị đấy cũng xin đi xuất gia, nhưng mà một thời gian thân cận với Đức Phật rồi, vị đấy từ bỏ cái con đường đấy, và vị đó có thể nói lên những cái tư tưởng của mình. Ví dụ như là có cái vị tỳ kheo Sukhata ở trong cái bài kinh trước, vị ấy từ bỏ cái đời sống xuất gia và vị ấy đi tuyên bố rằng là Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Pháp của Sa môn Gotama thuyết giảng thì là cái sự suy luận trắc nghiệm rồi thuyết giảng, mặc dù cái pháp đấy có thể đưa đến chấm dứt khổ đau. Thì đấy là một cái người không có niềm tin, một cái vị đó đến với Đức Phật. Thì có thể là cái vị này chỉ nghe nói rằng một cái vị Phật thì phải có cái thần thông lực quảng đại vô biên, và cái vị đó sẽ suốt ngày thị hiện cái thần thông đấy ra để cho các đệ tử xem, để mà kính phục, để mà kính ngưỡng ngài. Và khi mà vị đó thân cận với Đức Phật thì vị đó thấy Đức Phật không thị hiện những cái năng lực thần thông đó, Đức Phật chỉ thuần túy thuyết giảng giáo pháp thôi, không phải lúc nào ngài thị hiện thần thông, chỉ khi nào trong những cái trường hợp nào cần thiết lắm thì Đức Phật mới thị hiện thần thông, chứ không phải lúc nào ngài cũng thể hiện. Nhưng mà Đức Phật thường dùng giáo hóa thông, bằng những cái thần thông, bằng những cái năng lực thuyết pháp để độ cho một cái người giác ngộ chân lý, chứ không phải lúc nào ngài cũng bay lên hư không ngồi kiết già ấy để biến ra nửa ra nước để làm cái sự hiếu kỳ cho mọi người. Cho nên là có những người người ta suy luận như vậy, rồi người ta có thể là không đạt được những cái điều như mà mình đã suy nghĩ trước. Ví dụ như là đến đó để xem Đức Phật thị hiện thần thông, nhưng mà đến một thời gian không thấy ngài thị hiện gì cả, thì ngài ta chán, người ta bỏ đi. Rất nhiều người thời Đức Phật có những vị thì kheo đến nói là bạch Đức Thế Tôn, nếu ngài không thị hiện pháp thượng nhân thần thông cho con thì con sẽ từ bỏ pháp luôn này. Thì có những vị đã đến hỏi thẳng Đức Phật như vậy, thì Đức Phật mới nói là ta có nói với ngươi là ngươi đến đây sống với ta rồi ta thị hiện pháp thần thông cho ngươi xem không. Cái vị đó bảo bạch Đức Thế Tôn là không. Đức Phật mới nói là cái kẻ ngu si kia thì không, cái pháp thượng nhân thần thông thì thị hiện cũng có, nó giống như con dao hai lưỡi, đôi khi nó có lợi, nó có hại. Thì khi là có những cái người ngoại đạo, người ta nói rằng có một cái năng lực chú thuật nào đấy, người ta cũng có thể có năng lực thần thông. Ngoại đạo thời đấy giờ người ta cũng tu luyện được các cái pháp thần thông, thì có gì là khó đâu. Vậy nên là cái sự thị hiện thần thông bằng nhiều cách thức khác nhau, không nhất thiết là cứ phải thể hiện những cái năng lực thần thông đâu, thì lúc đấy mới chứng tỏ mình là một vị Phật. Mà Đức Phật vẫn thể hiện là một con người rất bình thường. Ví dụ như khi mà thành đạo rồi, ngài đi từ cái cội bồ đề đó đến cái vườn lộc uyển đó với một cái quãng đường rất là dài, mấy trăm do tuần, mấy chục do tuần, tức là khoảng 50-60 do tuần, đi suốt nhiều tháng trời, nhiều ngày, nhiều tháng trời mới đến nơi. Mặc dù lúc đấy ngài có thần thông, ngài có thể đi trong một cái thời gian khoảnh khắc rất ngắn, nhưng mà Đức Phật cũng không có lạm dụng cái thần thông khi không cần thiết. Nên là ngài vẫn bộ hành đi từ nơi này đến nơi khác, trải qua từ ngày này sang ngày khác. Và chính vì thế cho nên những người khác bình thường đi trên đường gặp ngài thì người ta cũng chỉ biết đây là một cái vị sa môn, đây là một cái người ẩn sĩ, một người khất sĩ, chứ người ta cũng không biết đây là một vị Phật. Chỉ trừ khi nào ngài thị hiện những cái hào quang ánh sáng nó phát sáng ở trên người ra thì có thể lúc đấy một số người sẽ nhận biết được ngài là một vị Phật. Thế thì ở trên đời ngay từ cái lúc mà Đức Phật thành đạo cũng thế, sẽ có những người người ta có cái lòng tịnh tín, người ta có cái niềm tin, nhưng mà cũng có những người người ta còn hoài nghi với chính bản thân Đức Phật.
Và những cái người đấy, người nào mà có cái tính, có cái tâm mà có cái hoài nghi lớn như vậy thì người ta sẽ do dự rụt rè, không có mạnh mẽ, không có quyết đoán là mình sẽ thực hiện những cái pháp mà Đức Phật giảng dạy. Đức Phật chỉ dạy là, Đức Phật dạy là vị đấy hãy thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền quán như thế này. Nhưng nếu như trong cái tâm mà của một cái người nào có đức tin mạnh thì cái người đấy sẽ nhiệt tâm tinh cần, tha thiết thực hành và vị đấy sẽ thành tựu được những cái pháp đó. Nhưng với một cái người nào còn một chút hoài nghi khởi lên thì trong cái lúc thực hành đấy, những cái hoài nghi đấy nó cứ chập chờn, nó khởi lên, không biết con đường này có chân chánh hay không, không biết con đường này có đi đến chấm dứt khổ đau hay không. Hay là đồi vị đấy lại khởi lên những cái hoài nghi là liệu mình nên đi cái con đường này hay nên đi cái con đường đời hưởng thụ các cái ngũ dục thế gian, hay là đi cái con đường này để ni dục, ni các bất thiện pháp để chứng đạt các cái pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh đây. Thì cái tâm nó cứ sao nhãng như thế, nó cứ hoài nghi như thế, nó cứ đấu tranh nhau như thế và nó cứ hỗn loạn như thế thì cái con đường thực hành giáo pháp của vị đấy nó không đi được, không tiến triển được đến đâu. Nên là đấy là một là vì đấy cái còn hoài nghi về Đức Phật thì cái đấy là cái nó sẽ làm cho cái sự thực hành pháp của vị đấy trở nên rất là yếu ớt. Nhưng mà ở đời người ta một sẽ là một cái người có cái niềm tin nơi Đức Phật, đấy là một cái công đức lớn, hay là đấy là một cái hạnh phúc lớn, hay là đấy là một cái sự may mắn lớn đối với một cái người có niềm tin đúng. Nhưng mà rồi cũng có những người có cái niềm tin rất là mạnh, dễ dãi, ai nói gì cũng tin. Thậm chí mà ngay từ cái thời Đức Phật còn ở hiện hữu ở trên đời thôi, đã có rất là nhiều vị đạo sĩ khác, người ta cũng lợi dụng những cái danh nghĩa của một vị Phật Chánh Đẳng Giác, vì những cái những cái kinh điển Vệ Đà thời bấy giờ người ta cũng nói là một vị Phật Chánh Đẳng Giác sẽ ra đời, sẽ làm cái người như thế như thế. Thì nhiều cái vị đạo sĩ khác người ta tự tuyên bố, người ta tự xưng họ là tôi là Phật Chánh Đẳng Giác. Và rất là nhiều người không biết phân biệt được đâu là Phật thật, đâu là Phật giả nữa, nên là hoài nghi. Cho nên là ngay đến cái lúc mà cuối đời, lúc sắp nhập Niết Bàn rồi, vị đệ tử cuối cùng, vị du sĩ cuối cùng đến gặp Đức Phật, còn hỏi rằng có rất nhiều người tự xưng là Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, thế thì giữa ngài với các vị ấy có cái sự gì khác nhau? Thì lúc ấy Đức Phật không trả lời trực tiếp câu hỏi đấy, Đức Phật chỉ nói hãy bỏ qua câu hỏi đấy một bên để ta sẽ thuyết pháp cho ông. Thì Đức Phật nói ở đâu có bát chánh đạo thì ở đấy sẽ có đạo quả sa môn. Thế thì một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời thì phải thuyết giảng được bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường đi đến chấm dứt khổ đau mà thôi. Thì còn những cái ngoại đạo khác hay là những cái vị đạo sư khác, người ta có thể tuyên bố người ta là một vị Phật đấy, nhưng mà họ sẽ không có cái bát chánh đạo này, không có cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau này. Đấy là một cái người ở trên đời người ta để mà tin được Đức Phật cũng là khó như vậy. Nó còn phải là có cái nhân duyên, nó còn phải là có những cái phước này mới có thể có được cái niềm tin. Thì đến thời bây giờ chẳng hạn, thời bây giờ mà nói đến những cái người dân quê ở các cái vùng miền, người ta có thờ Phật, có thể là đạo Phật đã truyền vào Việt Nam tới 2.000 năm rồi chẳng. Ở các mọi nơi đều có những cái ngôi chùa thờ Phật, đều có những cái bức tượng Phật. Nhưng mà rất rất nhiều người, những cái người tín đồ của đạo Phật, người ta vẫn không hiểu Phật là gì. Tức là cái những cái lượng tín đồ của đạo Phật mà hiểu về Đức Phật, người ta có niềm tin, niềm tin thì có, nhưng mà người ta tin một cái mê muội thì nhiều, mà người ta tin đúng cũng đã là khó rồi. Người ta tin với một cái tâm không có trí tuệ, người ta thường tin rằng Đức Phật là một cái vị thần linh có thể là ban ơn giáng họa, giống như là một cái vị thần để cho người ta đến, người ta cầu nguyện những cái điều may mắn. Đức Phật sẽ ra chỉ phù hộ cho họ đạt được những cái điều mong cầu, sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, thành tựu công danh sự nghiệp này kia, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Thì đấy lại chiếm một cái số lượng lớn những cái tín đồ của đạo Phật thời bây giờ. Cách Phật quá xa rồi, những giáo Phật, những cái giáo pháp mà không có những người thuyết giảng, cho nên là những cái ngôi chùa thờ Phật thì còn, tượng Phật thì còn,
Nhưng mà cái người hiểu Phật thì dần dần giảm bớt đi. Người ta hiểu sai đi. Người ta còn không hiểu về Phật, người ta tin nhưng mà tin với một cái tâm mù quáng. Thì cái niềm tin ấy nó cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì cả. Giống như là tin những cái thần sông, thần núi, thầy cây, thần đất vậy. Thì người ta coi Đức Phật như những cái vị thần đấy thôi, nhưng người ta không biết Đức Phật là một cái vị thầy, một cái người thầy dẫn đường, mở ra một cái con đường đi đến an vui, chấm dứt khổ đau, chứ không phải là một cái vị thần linh có thể ban cho con người ta được những cái điều mà người ta mong cầu, như là cái quan niệm, những cái hiểu biết, những cái tư tưởng ở thế gian thời bây giờ, mà những cái người người ta không được nghe pháp, không được học pháp, mà người ta chỉ có niềm tin suông, thì bây giờ người ta cũng tin sai, người ta cũng chẳng hiểu Phật là gì cả. Thì có cái niềm tin đấy thì cũng chẳng đem lại lợi ích gì, cũng giống như là cái người thời Đức Phật gặp Phật mà cũng chẳng tin Phật. Nhưng mà bây giờ thì người ta tin nhưng mà người ta lại chẳng hiểu là gì, thì hai người đấy cũng như nhau, chẳng có lợi ích gì hết. Hay là cái một cái người thứ nhất là không có niềm tin nơi Đức Phật, hai là không có niềm tin nơi giáo pháp. Thì Đức Phật chỉ xuất hiện ở trên đời một thời gian ngắn thôi, chứ không phải là Ngài sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng giáo pháp thì tồn tại lại lâu dài đến mai sau. Thì sau này người ta không còn gặp được Phật nữa, nhưng mà sẽ còn giáo pháp lưu truyền ở thế gian. Nhưng mà giáo pháp thì cũng có người người ta gặp được giáo pháp và người ta có niềm tin, nhưng mà cũng có người gặp được giáo pháp chưa chắc đã có được cái niềm tin. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật dạy đi ngược lại với lại những cái tư tưởng thông thường, những cái pháp thông thường ở thế gian. Ở thế gian thì thường thường người ta đề cao những cái sự hưởng thụ các cái ngũ dục thế gian, hưởng thụ các cái niềm vui của thế gian, là hạnh phúc của thế gian là phải được hưởng thụ về sắc thanh hương vị xúc, càng sung mãn thì càng tốt. Nhưng mà cái giáo pháp của Đức Phật thì lại nói rằng là cái hưởng thụ cái dục lạc đấy là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Giống như là trong những cái vị ngọt nó có cái sự nguy hiểm, giống như trong cái những cái vị ngon đấy nó ẩn chứa những cái thuốc độc, những cái sự nguy hiểm. Em cái người nào mà càng say đắm, càng hưởng thụ những cái ngũ dục thế gian nhiều, thì sau này cái người đấy sẽ càng chìm đắm ở trong cái biển khổ trầm luân nhiều. Và cái con đường, cái giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy đó là cái con đường ni dục, ni ác bất thiện pháp, không làm những cái điều ác và phải sống xa nhiều những cái tham dục ở thế gian. Vì cái giáo pháp đấy đi ngược lại với tư tưởng ở đời như thế, cho nên là ở trên đời chỉ một số người người ta chấp nhận và người ta tin tưởng theo, còn rất nhiều người người ta không chấp nhận và người ta không tin tưởng theo. Các vị chư thiên ở các cõi trời cũng thế, đôi khi có người người ta chấp nhận mà cũng có người có vị người ta không chấp nhận. Cho nên là có một cái vị chư thiên đã đến nói với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có rất nhiều dạ xoa, có rất nhiều chư thiên tin tưởng Đức Thế Tôn, nhưng cũng có rất nhiều hàng chư thiên dạ xoa không tin Đức Thế Tôn. Bởi vì sao? Bởi vì đại đa số các vị chư thiên ấy thích sát sinh, thích trộm cắp, thích cảnh tà dâm, thích nói dối, thích uống rượu. Còn Đức Thế Tôn thì dạy người ta là không được sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Vì vậy cho nên người ta không có tin tưởng giáo pháp của Đức Thế Tôn. Như vậy ở trên thế gian, ở trên người đời này cũng thế. Người ta sẽ thích vì cái sự hưởng thụ các cái ngũ dục trên thế gian, mà cái con đường ngắn nhất để hưởng thụ cái ngũ dục là phải làm việc ác thì nó mới nhanh có dục để mà hưởng thụ. Nhưng người ta muốn hưởng thụ thì người ta phải bằng cái hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì người ta sẽ nhanh chóng được thỏa mãn những cái tham dục. Nhưng còn bây giờ bảo người ta là sống không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì người ta sẽ rất khó có thể được hưởng thụ những cái dục lạc thế gian. Chính vì vậy cho nên ở trên đời sẽ có chỉ có một số ít người người ta tin tưởng cái giáo pháp, còn rất nhiều người người ta vẫn không tin cái giáo pháp, người ta không chấp nhận giáo pháp này. Thì đấy là giáo pháp cũng sẽ có người tin tưởng và có người nghi ngờ. Cái người nào có cái niềm tin thì người ta hăng hái nhiệt tình tận tâm thực hành cái giáo pháp đó, và người ta biết là giáo pháp này sẽ là cái con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Hoặc là nếu như người ta không có thể thực hành được, người ta cũng sẽ hết lòng hỗ trợ cho những người khác thực hành cái giáo pháp đó. Vậy cho nên là sẽ có những người thực hành giáo pháp, có những người hộ trì cho giáo pháp, tức là hộ trì cho những người thực hành giáo pháp đấy, có những người ủng hộ giáo pháp, nhưng cũng có những người người ta chống phá, người ta phỉ báng, người ta phản đối giáo pháp đó, bởi vì người ta cái quan điểm người ta không phù hợp với giáo pháp.
thì đấy cũng là sẽ có những người ở trên đời là như thế. Hay thì cái người nào mà có cái tâm nghi ngờ Đức Phật thì đấy được gọi là tâm hoang vu, tức là cái người đấy không có cái nơi nương tựa, không biết có, không có cái con đường để đi, tức là người đấy nó giống như là một cái người vô đạo, một cái người không có đạo lý nào để mà, và cái người đấy là cái người đi lòng vòng giống như là ở trong cái biển trầm luôn, mà một cái người bị lạc ở trên một cái đại dương mênh mông mà người ta thấy được cái ngọn hải đăng, người ta thấy được cái ngọn hải đăng thì người ta sẽ thấy được cái con đường trở về bến bờ. Thì cái giáo pháp của Đức Phật nó cũng giống như ngọn hải đăng ấy, tỏa sáng lên đấy. Nên mà cái người nào mà thấy được cái giáo pháp đấy mà tin theo mà đi theo, giống như cái người đấy sẽ đi theo cái ngọn hải đăng và sẽ đi vào bờ được. Nhưng mà cũng có người người ta hoài nghi, người ta bảo chưa chắc đã phải, trong cái gì lập lè chắp chói ngoài kia như ma chơi, chưa chắc đã phải là cái bến bờ, và người ta không tin theo, người ta không đi vào đó, thì người ta cứ luẩn quẩn ở ngoài biển ấy, rồi người ta bị sống chết ở đó, người ta bị chìm đắm ở đó. Thì cũng vậy, cái người đời thế gian này cũng vậy, cái người nào mà người ta có niềm tin với giáo pháp thì giống như một cái người đang chết đuối mà người ta thấy được bến bờ, người ta tin tưởng và người ta cứ hướng thẳng đúng cái con đường đấy người ta đi vào. Còn những người nào nhìn thấy không tin thì người ta cứ luẩn quẩn ở ngoài biển mê, si mê trầm luôn, biển khổ ấy. Thì trong cái cuộc đời thế gian này là vậy, sinh tử luân hồi vô lượng kiếp. Nhưng mà những người nào mà nương vào giáo pháp thì đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau. Còn những người nào không tin giáo pháp thì người ta cứ trôi lăn lặn hụp trong cái sông mê bể khổ muôn đời vạn kiếp sau mà thôi. Thì đấy, vì vậy cho nên mới gọi là cái người đó là cái người có tâm hoang vu, vì không tin Phật, không tin pháp. Rồi đến nữa là không tin tăng, một cái người nào mà có nghi ngờ với chư tăng. Thì Đức Phật cũng tồn tại một thời gian rồi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì những giáo pháp thì duy trì lại. Nhưng mà ai là người duy trì lại giáo pháp? Phải cái người xuất gia thì gọi là chư tăng ấy. Cái ngày nào còn có chư tăng thì lúc đấy giáo pháp này mới tồn tại được. Thì bây giờ chư tăng sẽ là những người duy trì lại cái giáo pháp tồn tại ở thế gian này. Nhưng đến những cái thời sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, một cái người muốn đến học giáo pháp thì đến học với ai? Thì chỉ có đến học với các vị tỳ kheo, các cái vị tỳ kheo tăng. Đấy là những cái người sẽ truyền bá, truyền trì, giữ gìn phát triển giáo pháp về thời sau này. Vậy thì một cái người đến học pháp với một cái vị tỳ kheo đấy, một cái vị thầy nào đấy, thì cái vị đấy mà không có niềm tin chẳng hạn, vị nào mà không có niềm tin đối với chư tăng, thì cái vị đấy cũng sẽ sinh ra những cái tâm hoài nghi, do dự, không tinh tấn, không có nhiệt tình, không hăng hái, không thực hành. Thì cái vị đấy cũng sẽ không đạt được những cái kết quả, không có thể nào chấm dứt được khổ đau. Vậy thì cái người nào mà nghi ngờ đối với chư tăng thì cái vị đấy cũng sẽ không thể bước vào cái con đường đạo được, vị đấy cứ luẩn quẩn ở hoài ở bên ngoài thế gian. Thì thời Đức Phật ý, mà tin được Đức Phật thì còn dễ hơn là thời bây giờ tin những cái vị tỳ kheo. Cái thời chánh pháp của Đức Phật, các vị tỳ kheo thời đấy thì còn rất là cao siêu. Các vị tỳ kheo thời đấy còn có tam minh, lục thông, tứ tuệ, phân tích. Và nếu như cái vị nào không chuyên về pháp hành thì vị ấy cũng chuyên về pháp học, có thể thuộc lòng tam tạng, nhị tạng hoặc là nhất tạng. Hoặc là những cái vị đấy sẽ là những người có giới hạnh thanh tịnh, có tâm thanh tịnh, có tri kiến thanh tịnh, thì rất là cao siêu và cái niềm tin của người ta vẫn còn mạnh mẽ hơn. Mà thậm chí vẫn còn có người ta nghi ngờ, chứ chưa phải là ai của người ta cũng hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà càng về sau này đi nữa, càng về sau cái thời mạt pháp đi, thì những cái công hạnh của các cái vị tỳ kheo càng ngày càng yếu đi. Rồi dần dần đầu tiên là tứ tuệ phân tích mất, để lục thông mất, rồi dần dần đến những cái đạo quả A-la-hán. Rồi những cái đạo quả cao này cũng sẽ dần dần mất đi, chỉ còn lại những cái đạo quả thấp. Rồi dần dần những cái thánh quả cũng mất đi, chỉ còn lại đến những cái pháp hiệp thế. Rồi dần dần những cái pháp hành, thiền chỉ thiền quán mất đi, chỉ còn lại pháp học. Rồi dần dần pháp học mất đi, chỉ còn lại những cái tín ngưỡng không. Rồi dần dần cái tín ngưỡng ấy, rồi bắt đầu người ta biến hình biến tướng lên. Để trong chùa người ta sẽ không thờ Phật nữa, mà người ta thờ các cái hình thù kỳ quái, đầu trâu mặt ngựa người ta đem lên ban người ta thờ. Dần dần người ta thay thế luôn, thay thế luôn cả tượng Phật. Thế là vào chùa, ngay thời bây giờ đến nhiều ngôi chùa sẽ thấy trên ban rất là nhiều tượng, nhưng mà tìm mỏi mắt mới thấy một pho tượng Phật, thậm chí mà chưa chắc đã thấy được. Người ta đã thờ, người ta đã thay rồi, biến hình đổi tướng đi, người ta đã thờ những cái vị nhân vật này, nhân vật khác vào đấy rồi.
thị mầu thị kính đã được thờ vào đấy rồi, rất nhiều những cái câu chuyện truyền thuyết trong dân gian người ta đã đem lên người ta thờ rồi, người ta gọi đấy là Phật rồi, người ta thay luôn cả Phật thật rồi. Đấy là ngay đến cái thời bây giờ mới có mấy nghìn năm thôi, không chỉ là mấy nghìn năm sau nữa, thì dần dần giáo pháp nó cứ mai một đi như thế, thì con người ta sẽ càng ngày sẽ càng có cái niềm tin, nhưng mà cái niềm tin mê muội thì nhiều, chứ còn cái niềm tin đúng thì nó lại ít. Thế vậy là cái sự nghi ngờ càng ngày càng cao lên. Rồi đôi khi mà có những cái vị tỳ kheo mà chân chánh tu tập ấy, thì lại chưa chắc có người tin, mà đôi khi có những cái vị mà người ta thuyết giảng lên những cái tà pháp, người ta thực hiện những cái pháp không chân chánh, đôi khi lại có nhiều người người ta tin tưởng theo. Đấy là những cái pháp mà về càng về sau này thì lại càng khó mà nhận định được cái pháp nào là đúng pháp của Phật nói, cái pháp nào là không đúng pháp của Phật, cái vị nào là tu đúng với giáo pháp của Đức Phật đáng để tin theo, cái vị nào tu sai pháp của Phật đáng để tin theo. Thì ngay thời Đức Phật cũng đã từng nói rằng là khi mà có một cái vị nào đó thuyết giảng nên một cái pháp gì, một cái tư tưởng gì thì chớ vội phỉ báng, nhưng cũng chớ vội tin theo, mà hãy đem từng cái lời đó để so sánh với kinh, so sánh với luật, tức là so sánh với cái kinh luật của Đức Phật. Nếu như tất cả những cái tư tưởng ấy, những cái lời thuyết giảng đấy phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thì vị ấy đã thọ chỉ đúng pháp và hãy tin tưởng cái vị đó. Còn nếu như mà đem những cái lời thuyết giảng đó so sánh với kinh mà với luật mà thấy những cái lời đó nó không tương ứng với kinh với luật của Đức Phật, thì phải biết rằng vị đó đã thọ trì sai, đã thực hành sai cái giáo pháp đó. Thì nếu bây giờ mình muốn biết được cái pháp nào là cái chánh pháp, muốn cái biết được cái pháp môn nào đúng, thì cái vị đấy cần phải có cái sự nghiên cứu, cần phải có cái sự tìm hiểu, biết là kinh của Đức Phật dạy những cái gì, luật Đức Phật dạy những cái gì, và khi mà vị đó có được cái kinh nghiệm rồi thì vị đó mới có thể có được cái niềm tin đúng và sẽ không khởi lên cái hoài nghi thì nữa. Thì đấy là mọi cái cần phải được đối chiếu như vậy. Nên là Đức Phật, mặc dù Đức Phật cũng dạy là chớ có vội tin, tức là mặc dù là chớ có vội tin một cái vị đó là bậc đạo sư của mình, chớ có vị tin vì vị đó là cái người có danh tiếng, chớ có vội tin vì cái đó là một cái người có chức quyền, chớ có vội tin vì cái điều đó là được lưu truyền ở trong kinh điển, chớ có vội tin vì đó là một cái truyền thống, cái phong tục tập tục, một cái tục lệ tập quán nào cả, mà bây giờ hãy trải nghiệm, hãy thực nghiệm rằng cái pháp ấy có đem đến cái sự ni dục, có đem đến cái sự ni tham hay không. Cái pháp nào mà khi mà mình thực hành những cái ác pháp nó tiêu trừ, những cái thiện pháp nó tăng trưởng thì đó là chánh pháp. Khi mình thực hành những cái pháp nào nhưng mà những cái thiện pháp nó không tăng trưởng mà cái ác pháp nó tăng trưởng thì đó là tà pháp. Ví dụ như là khi mình thực hành một cái pháp nào đó mà tham sân si nó cứ mạnh dần lên, mà vô tham vô sân vô si thì nó không có, thì đó nó không đúng pháp. Còn những sự thực hành đúng pháp thì càng ngày nó càng ni tham, ni dục, ni sân, ni những cái tà kiến, thì đó là chánh pháp. Vậy thì đấy là những cái mà mình có thể căn cứ vào đó để mình có thể có được cái niềm tin đúng, thì sẽ là cái người có cái con đường để đi, có cái đạo lý để đi, là cái tâm của mình nó là một cái có cái mục đích, có cái mục tiêu để mình hướng đến. Như một cái người mà hiểu đạo, cái người đấy gọi là quy hướng theo cái đạo đấy, cái tâm nó khuynh hướng mình sống ấy, có cái mục đích, có cái lý tưởng để hướng đến. Ví dụ như một cái người học đạo, mình biết là cái giáo pháp này là cái con đường dẫn dắt để đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau, thì cái người đấy sẽ luôn luôn có cái khuynh hướng như thế, ta phải sống như thế nào để đi trên cái con đường đạo này. Dù trải qua 1 năm, 10 năm, hay là một đời một kiếp, hay nhiều đời nhiều kiếp, dù đến bao giờ nó thành tựu thì không quan trọng, nhưng mà quan trọng là từng ngày là mình đang, mỗi ngày mình sẽ bước đi được những cái bước đi trên cái con đường đạo đấy. Tức là mỗi ngày mình có một cái sự tiến bộ, mỗi ngày mình có sự tiến hóa, mỗi ngày mình tích lũy được những cái ba la mật, giống như là mỗi một ngày mình đang đi đến cái mục đích, đang đi đến cái mục đích giải thoát ấy, đang đi đến cái bến bờ chấm dứt khổ đau đấy. Thì cái người đấy là một cái người có cái nơi nương tựa, có cái con đường
để đi có cái ánh sáng để dẫn đường cho mình. Cái người đấy sẽ không vu vơ, sẽ không hoang mang, sẽ không nạc nõng, sẽ không có giống như là một cái người nạc đường ở trong rừng sâu hay là ở trên sa mạc nữa. Thì đấy là cái người phải có đức tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chư tăng. Và cái người có đức tin, người mà có nghi ngờ các học pháp, thì cái người đấy không do dự quyết đoán. Các học pháp ở đây là tam vô lậu học, giới học, định học và tuệ học. Và cái người đấy khi tin Phật, tin pháp, tin tăng, thì cái người đấy cũng phải tin giới, tin định và tin tuệ. Chứ còn nếu như mình chỉ dừng lại ở cái niềm tin Phật, tin pháp, tin tăng, nhưng cái người đấy không thực hành giới, định, tuệ, thì mình chỉ có niềm tin, mình tin suông ấy, mình biết rằng bên này là bờ mê, bên kia là cái bờ giác, nhưng mà mình không có chịu nỗ lực đi từ cái bến mê sang bờ giác kia mà mình cứ ngồi đấy chơi, thì cái niềm tin đấy nó không có đi đến đâu cả. Vậy thì mình có cái niềm tin thì mình cũng cần phải biết là giống như là biết là có cái ngôi nhà này nó đang bốc cháy và mình cần phải chạy thoát ra khỏi cái ngôi nhà đấy, chứ mình biết nhà cháy là mình cứ ngồi đấy thì mình cũng sẽ bị đốt cháy. Như vậy mình biết cái cuộc đời này vui ít khổ nhiều và mình cần phải thoát ra khỏi cái biển khổ đấy. Thì bằng con đường nào mà thoát ra khỏi biển khổ? Là bằng con đường giới, định, tuệ, tam vô đậu học đấy. Thế thì mình cần phải đi trên cái con đường đấy. Mình thực hành giới là mình đang đi trên cái con đường của Phật Pháp Tăng đã đi. Thực hành định là mình đang đi trên cái con đường đó, con đường chấm dứt khổ đau đó. Thực hành tuệ chính là cái con đường đấy. Mà giới định tuệ cũng là bát thánh đạo. Bát thánh đạo cũng là giới định tuệ. Mình đang thực hành giới định tuệ là đang thực hành bát thánh đạo, là thực hành cái con đường chân chánh đi đến chấm dứt khổ đau. Thế là cái niềm tin mà một cái người mà nghi ngờ các học pháp thì cái người đấy cũng sẽ do dự, không tinh tấn, không quyết đoán và không chấm dứt khổ đau. Và một cái tâm hoang vu thứ năm, Đức Phật dạy là chư tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạn hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn, thời tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần kiên trì tinh tấn như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. Thế thì đến cái tâm hoang vu thứ năm này là cái vị này không phải là không có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng, nơi các học giới, giới định tuệ. Nhưng mà vị này mặc dù có niềm tin, nhưng mà là một cái người sống hay sân hận, hay bất mãn, hay xung đột với những cái vị tỳ kheo khác. Như là mình đi chung đường với một cái người nào đấy, nhưng mà mình lại không hòa hợp với những cái người cùng đồng hành, tức là không hòa hợp với những cái người bạn đồng hành đó, luôn luôn xảy ra những cái sự xung đột bất mãn, thì cái người đấy cũng sẽ từ bỏ con đường đó. Đấy, rất là nhiều người có cái niềm tin nơi Phật Pháp Tăng và cái vị đó có thể đi đến những cái môi trường, những cái tịnh xá hay là cộng trú với lại các cái vị tỳ kheo, với những người bạn đồng tu để cùng tu tập cái giáo pháp với cái mục đích đi đến chấm dứt khổ đau. Nhưng mà khi sống với những cái người đồng phạm hạnh, cái người đấy luôn luôn có cái tôi nó rất là lớn, luôn luôn là cái gì là cũng phải theo cái ý của tôi, muốn mọi người là phải chiều chuộng tôi, phải theo cái ý thích của tôi, phải thế này phải thế kia, và ai mà làm cái gì đó trái ý nghịch lòng với mình thì hay tỏ ra cái sự chống đối, hay tỏ ra cái sự bất mãn, hay tỏ ra cái sự sân hận, hiểm hận. Và đến một lúc nào đó cũng chỉ vì cái sự bất mãn đó, chỉ vì những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trên cái con đường đạo đó, và vị đấy sẽ từ bỏ giáo pháp này. Đôi khi vì sân hận với những người tu khác mà vị đấy quay sang phỉ báng giáo pháp luôn, phỉ báng Phật Pháp Tăng, phỉ báng con đường tu tập, từ bỏ con đường tu tập. Đấy, và rất là nhiều người cũng thế, mặc dù mình có niềm tin, có đức tin đấy, nhưng mà đôi khi chỉ vì cái tâm sân hận không hòa hợp với mọi người khác mà mình cũng từ bỏ cái con đường giải thoát đấy. Vậy thì cái người nào mà có cái tâm sân hận đấy cũng là cái người có tâm hoang vu, bởi vì là cái người đấy không có đồng hành được cùng với ai, không có cộng trú cùng với ai để tu tập được. Và cái người mà chỉ có một mình đi trên một cái con đường cũng rất là nguy hiểm, thì không có người thầy dẫn đường, không có những người bạn cùng tu thì cũng không tu được. Sống giữa những cái người sống giữa cái môi trường không phù hợp với thế gian thì cũng sẽ bị lôi kéo theo những cái pháp thế gian, chứ không thể nào thực hành được pháp. Vậy cái người đấy muốn đi trên cái con đường này thì vị đấy cũng phải
bỏ đi những cái tự ái, bỏ đi những cái ngã mạn, bỏ đi những cái chấp trước, bỏ đi những cái tôi, cái của tôi. Vì đấy phải có cái tâm từ ái, phải có cái sự hòa hợp với những cái vị đồng phạm hạnh khác. Nên là Đức Phật mới nói rằng các vị tu tập với nhau phải sống với nhau hòa hợp như nước với sữa, phải nhìn nhau với những cái cặp mắt ái kính, là phải khởi lên cái lòng hổ thẹn, không có tự cho tự cao tự đại cái bản thân mình, mà luôn luôn mình phải lấy cái tâm của người khác làm cái tâm của mình. Ví dụ như là cái người khác, người ta có những cái mong muốn, những cái tâm gì mình phải hiểu. À, cái người này có cái sở trường, sở thích, có cái tập tính như thế này, thì mình cũng phải chấp nhận sống thuận theo cái tâm lý của người khác, để mình không bắt người khác phải sống theo cái tư tưởng, cái tâm lý, cái ý thích của mình, mà mình có thể sẵn sàng sống theo thuận theo cái tâm lý ý thức của người khác để mà hòa hợp với nhau. Nên hai người sống muốn hòa hợp với nhau mà mình bắt phải theo tôi cái ý thích thế này, thói quen thế này, cái cách sống như thế này, muốn sống với tôi phải theo tôi, thì cái vị kia mà tôi cũng có cái thói quen thế này, có tính cách như thế này, cũng phải theo tôi. Thế là hai người đấy không hòa hợp, không sống được với nhau, cãi nhau, chỉ nhau và chia tay nhau, mỗi người đi mỗi đường. Còn để mà hòa hợp được với nhau thì được rồi, tôi sẽ sống theo ý của bạn, bạn hãy sống theo ý của tôi, thì sẽ hòa hợp với nhau được. Đấy là gọi là hòa hợp với nhau như nước với sữa, nước với sữa đổ vào với nhau, nó không chống đối nhau, nó sẽ hòa tan vào nhau. Thì hai cái người sống với nhau như vậy, mình sẽ chấp nhận cái tâm tánh, cái tính cách của người kia, và người kia cũng chấp nhận sống theo cái tính cách của mình, thì sẽ sống được với nhau. Và nếu mà cứ chống đối nhau, không chấp nhận những cái tính cách, những cái cá tính của nhau, thì không đi được với nhau trên cùng một con đường. Đấy được gọi là cái người có tâm sân hận cũng là người có tâm hoang vu, tức là người đấy sẽ không có đi chung đường với ai được, và cái người đấy cũng sẽ đi lang thang ở trong cái vòng luân hồi sinh tử thôi, chứ không thể đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau được. Đây là năm tâm hoang vu, và sẽ còn năm tâm triền phược nữa. Hoang vu tức là không có con đường để đi, đi lang thang, đi mông lung, đi loanh quanh, đi cho mệt mỏi và không đi đến đâu hết. Còn triền phược là cái sự trói buộc, triền phược là cái dây trói buộc nặng. Thì đây Đức Phật dạy tiếp về năm tâm triền phược. Thế nào là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận? Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo đối với những dục không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái nuyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái. Chư tỳ kheo, như vị tỳ kheo nào đối với những dục không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực chuyên cần, kiên trì tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực kiên trì tinh tấn như vậy là tâm triền phược thứ nhất chưa được đoạn tận. Và lại nữa này, tỳ kheo đối với vị tỳ kheo nào tự thân, đối với tự thân không phải thâm tham ái, như vậy là triền phược thứ hai chưa được đoạn tận. Tỳ kheo nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái là triền phược thứ ba chưa được đoạn tận. Tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, ngủ nghỉ khoái lạc thụy miên. Chư tỳ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, bụng chứa đầy, như vậy là triền phược thứ tư chưa được đoạn tận. Và tỳ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sinh thiên giới, nghĩ rằng ta với giới hạnh này, phạm hạnh này, khổ hạnh này sẽ được sinh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Tỳ kheo nào sống phạm hạnh với mục đích sinh thiên như thế là triền phược thứ năm chưa được đoạn trừ. Đây là Đức Phật lại dạy năm cái dây trói buộc con người ta ở thế gian nữa. Trói buộc thứ nhất là dục trói buộc. Nếu như một cái người nào tham dục, tham dục ở đây là tham về ngũ dục ấy, còn thích hưởng thụ ngũ dục sắc thanh hương vị xúc, thì cái người đấy còn bị trói buộc ở thế gian, không bao giờ thoát khỏi thế gian. Pháp của Đức Phật là suốt thế gian, pháp suốt thế, suốt ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là cái con đường đi đến niết bàn, đi đến chấm dứt tử sinh. Thì cái người đấy phải ni dục. Cái pháp của Đức Phật đề cao tuyệt đối cái hành ni dục, tức là không hưởng thụ những cái dục nạp của các giác quan. Mắt không ưa thích sắc đẹp, tai không ưa thích âm thanh hay, mũi không ưa thích mùi hương, lưỡi không ưa thích vị ngon, thân không ưa thích những cái xúc chạm dục nạp, thì đấy được gọi là ni dục. Còn cái người còn ưa thích, mắt còn ưa đẹp, tai ưa nghe hay khen nịnh bợ, mũi còn ưa cái mùi thơm nước hoa, lưỡi còn ưa những cái vị ngon ngọt, thân còn ưa xúc chạm, mà sự xúc chạm khoái lạc, sự xúc chạm về nam nữ, thì cái người đấy còn trói buộc, không bao giờ giải thoát khỏi cái khổ đau này.
thì đấy được gọi là năm ưa cái ngũ dục, là cái dây thứ nhất. Thứ hai là người vị nào mà còn tham ái đối với tự thân, tức là mình còn tham ái đối với cái thân năm uẩn của này, mình còn tham ái này, tôi làm sao là cái thân của mình nó đẹp quá, cho nên là mình ưa thích đối với những cái sắc đẹp của thân, ưa thích đối với cái những cái cảm thọ, cái tư tưởng, những cái việc làm hành động, những cái tri thức mà mình đã học được, đấy gọi là sắc thọ tưởng hành thức, nó làm cho mình tham ái chấp thủ, đây là sắc của tôi, là tự ngã của tôi, là tôi của tôi, tự ngã của tôi, thì đấy là chấp vào cái sắc thân. Còn những cái cảm thọ, đây là cái niềm vui nỗi buồn của tôi, tự ngã của tôi, đấy là chấp vào tham ái cảm thọ. Đây là những cái tư tưởng của tôi, những cái suy nghĩ của tôi, đấy là chấp vào tư tưởng. Đây là cái việc làm của tôi làm quan này, tôi làm thợ này, tôi làm thầy này, tôi làm những cái việc này việc kia, tức là nó có cái tôi trong tất cả những cái việc làm đấy. Vì đó nghĩ rằng có tôi làm cái chức vụ này, làm cái công việc này, làm cái hành động này, và cái vị đó hanh hoang tự đại tự mãn đối với lại cái việc làm của mình đấy. Vậy thì cũng là cái con người bằng cái xác thối, bằng cái thân tứ đại này thôi. Thế mà cái vị đấy được gọi là tổng thống rồi, cái vị này được gọi là chủ tịch nước rồi, cái vị này được gọi là chủ tịch tỉnh, vị này chủ tịch xã, vị này là chủ tịch thôn rồi. Và các vị đấy đi đâu phải nghênh ngang nên mọi người nhìn thấy ta phải cúi đầu, phải kính nể. Thì đấy là cái người gọi là chấp vào hành, chấp vào cái hành động này. Thực ra thì cũng là con người như nhau, bằng thân xác này như nhau, chết thì cũng hôi thối như nhau, cũng vào quan tài, cũng ra nghĩa địa, cũng ngủ với giun, chứ đâu có khác gì đâu mà sao hành hoang thế. Chấp vào cái tôi, nó chỉ là cái hão huyền giả danh, không thật có, nhưng mà con người ta tham ái vào cái đó. Đấy được gọi là tham ái cái thân. Cái thân là thân năm uẩn đó, sắc thọ hay là cái tưởng hay là cái hành hay là cái thức ấy. Cái thức thì mà tôi là tiến sĩ, tôi là giáo sư, tôi là thạc sĩ, tôi trình độ cao, tôi học thức lớn, thì đấy được gọi là những cái người sẽ chấp vào những cái kiến thức, những cái tri thức, những cái sự hiểu biết của mình, và sinh ra tham ái với những cái điều đó. Đấy được gọi là tham ái vào cái năm uẩn đó. Thì mỗi người có cái tham ái khác nhau, người có đẹp thì tham ái vào sắc đẹp, tôi là hoa hậu, hoa khôi, là mỹ nữ, người đấy sẽ tham ái vào cái sắc đó. Người nào có nhiều cái niềm vui, tôi có rất là nhiều cái sự hạnh phúc, có nhiều cái sự an vui ở thân tâm, thì đấy là tham ái vào thọ, vào tưởng hành thức. Thì đấy được gọi là tham ái với tự thân, là dây trói buộc. Ngày nào mình phải hiểu được ra rằng là sắc này là tứ đại, là vô thường, khổ, vô ngã, không có cái gì là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cái thọ này là chỉ là cái vui buồn, nó chỉ thoáng qua như là cái bóng điện chớp, như là những cái như là chớp giật ở trên trời ấy, nhé lên một cái hết. Những cái cảm thọ con người ta nó giả tạm như vậy, rồi những cái tư tưởng nó như vậy, nó ảo ảnh như thế, nó không có thật. Những cái hành động nhưng nó cũng chỉ là những cái huyễn hoặc thôi, những cái hành động đấy thì nó cũng không có thật, nó chỉ là những cái vỏ bọc tạm thời, giống như là cái vỏ cây chuối mình móc ra hết lớp này đến lớp khác. Như vậy mình hết trong cái vỏ bọc của cái chức danh này, vỏ bọc của cái chức danh khác. Cứ hôm nay thì có cái chức danh này, ngày mai mất chức, nó giống như là cái cây chuối ngày mai nó héo, người ta bóc đi, nó lại có cái vỏ khác. Thì những cái chức danh phận sự ở trên đời này nó là thế, nó là vô thường giả tạm như thế, hiểu được như thế, không chấp trước vào đấy, thì cái người đấy mới là không có tham ái với cái tôi. Còn cái tri thức, cái tri kiến, cái sự hiểu biết, cái học vấn ý, tri thức đấy thì nó cũng giống như là một cái ảo thuật ra lừa đảo mà dối trá. Khi mà mình học cái này thì mình biết cái này, mình học cái kia mình biết cái kia, mình chỉ biết trên lý thuyết thôi, biết trên những cái sự truyền đạt, lại như thế học xong thì nó lại cũng quên đi, giống như là nước này mà nó bốc hơi. Những người nào ôn lắm thì nó cũng nhớ được, nhớ, nhưng mà những cái đấy nó luôn luôn thay đổi. Hôm nay mình học cái này, giống như là cái lúc mình còn trẻ tuổi thì mình được người khác trau dồi cho những cái tư tưởng của trẻ con. Người ta hay dọa là con cáo cọp này, ông ba bò này, mình cũng tưởng đấy là thật, nhưng mà khi lớn lên mình khi mình còn nhỏ người ta dọa mình không thật, nên khi lớn lên mình lại tiếp thu những cái tri thức khác của người lớn, và khi lại có những người khác giảng giải cho mình biết là cái tri thức này nó cũng không phải là đúng, thế là tự nhiên mà lại phải bỏ cái tri thức này lại học cái tri thức khác. Nên lúc trước thì mình được học
những cái kiến thức là có nhiều danh vọng tài sản chức quyền, đấy mới là hạnh phúc. Bây giờ gặp Phật pháp thì Phật pháp lại dạy là tài sản danh vọng chức quyền vui ít khổ nhiều, cái con đường chạy theo tham dục là khổ, thế thì cái học thức này lại vô nghĩa rồi, lại phải đi tiếp thu cái học thức khác. Thì đấy là cái học thức thế gian nó không thật, nó chỉ thật với cái thời điểm này, nó không còn giá trị với thời điểm khác. Nó có giá trị với người này mà nó không có giá trị với người kia. Người này cứ khoe mình có học thức nhiều, kiến thức sâu, nhưng mà nó chỉ giá trị về cái mặt nào đấy thôi, về cái mặt khác nó chẳng có giá trị gì. Thì đấy là những cái học thức ở trên thế gian nó cũng là giả tạm như thế. Người nào hiểu được như thế, không đắm tham ái và không chấp trước của đó, thì cái người đấy không bị trói buộc bởi nó. Đấy là cái người không bị trói buộc bởi cái thân, không tham ái với cái thân âm uẩn. Còn một cái sự trói buộc nữa, đó là một cái sự trói buộc đối với sắc. Sắc ở đây thì nó cũng là sắc dục, tức là sắc đẹp. Ý muốn nói rằng là trên cuộc đời này, cái mà nó trói buộc con người ta khủng khiếp nhất chính là sắc đẹp. Sắc đẹp mà nhất là sắc đẹp của người nữ, thế nên là sẽ trói buộc người nam. Nên là Đức Phật mới nói là ta không thấy một cái sắc nào khác trói buộc cái tâm của người đàn ông bằng cái sắc của người đàn bà. Này các tỳ kheo, nếu như mà có một cái sức hút, một cái sức mạnh gì trên đời mà nó có cái sức hút giống như sắc, thì trên đời này không có ai tu phạm hạnh được, không có ai có thể tu ni dục được. Vậy thì trên đời này, cái mà nó trói buộc, cái mà nó cuốn hút con người ta khủng khiếp nhất, đó là sắc của người nữ trói buộc người nam, hay sắc của người nam trói buộc người nữ. Phật nói là ta không thấy một cái sắc pháp nào khả ái ở trên đời này có thể trói buộc cái tâm của người nữ bằng cái sắc của người nam. Vậy là vậy thì cái sắc đấy có thể có rất là nhiều loại sắc. Có thể là mình sẽ thấy rằng là có bông hoa nó đẹp, mọi người có thể đến xem ngắm nhìn, người này ngắm người kia nhìn, nhưng mà nó có bị trói buộc không? Nó bình thường, không trói buộc. Nó đẹp hôm nay mai tàn vứt vào sọt rác được. Nhưng mà bây giờ có một cái cô gái mình đến mình ngắm nhìn xong mình yêu cô rồi, mai cô chết sao? Khóc than vật vã, không thể nào mà nguôi được cái nỗi nhớ thương. Thì đấy là cái sự trói buộc. Muốn nói về cái gọi là sự trói buộc bởi cái sắc. Sắc ở đây là cái sự trói buộc bởi những cái sắc đẹp. Mà những cái sắc đẹp ấy chính là những cái sắc đẹp về sắc thân của người nam với người nữ với người nam. Đấy là cái sự trói buộc thứ ba. Nếu mà người nào chưa đoạn được cái trói buộc này, chưa giải thoát khổ đau, không đoạn trừ được những cái tham dục, không đoạn trừ được cái tham ái với thân, không chọn được tham ái với sắc, thì sẽ còn không thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân gì hết. Còn cái pháp nữa nó trói buộc con người, nó là thức ăn. Một cái người nào ăn cho đến thỏa thế, ăn cho đến bụng chứa đầy, sống cũng khoái lạc về cái chuyện ăn uống, thì cho con người ta ở trên đời ấy, cái dục thứ nhất đó là tham sắc, cái thứ hai đó là tham ăn. Nhưng cái này không phải là con người, nhưng mà mấy cái con trâu bò lợn gà nó cũng thế. Cái mà nó tham nhất cũng là tham sắc, tham về cái sắc dục. Cái thứ hai là tham ăn, nó chỉ hai đánh nhau về hai cái đấy thôi, tranh nhau hai cái đấy mà sẵn sàng tàn sát nhau. Thì con người ở trên đời cũng thế nhá, cũng con người sẽ có nhiều dục hơn là những con vật. Đó là ngoài cái tham dục tham sắc ra, con người ta còn tham danh, tham quyền, tham chức, tham nhiều cái tài sản khác nữa. Chứ còn mấy cái con thú ấy thì nó chỉ tham hai cái này, chỉ đánh nhau về sắc đẹp, về sắc dục với lại về ăn uống, đôi khi nó đánh nhau về chỗ ở nữa. Thì đấy là cái mà có thỏa thê, tức là người nào còn tham ăn, còn nặng nề về cái chuyện ăn uống, thì người ta không phải là chỉ ăn ngày 2-3 bữa, mà có thể người ta sẽ ăn 4-5-6-7 bữa, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn đêm, ăn phi thời, rồi ăn vặt, ăn suốt ngày mà không người ta không chán. Người ta càng ăn người ta càng tham ăn. Thì cái người nào, nên là Đức Phật mới dạy là hãy ăn ngày chỉ một lần. Nếu mà các tỳ kheo hãy ăn ngày mùa chỉ một, Đức Phật nói ta ăn ngày một lần, ta thấy ít bận, ít não, khinh an, tự tại, có thể và có sự lạc chú. Và Đức Phật dạy là các tỳ kheo hãy ăn ngày chỉ một lần, các ông sẽ được ít bận, ít não, khinh an, tự tại, lạc chú. Vậy thì cái người nào mà càng ăn ít, ăn nó vừa phải thôi, một ngày một bữa cũng đủ, hoặc là một ngày hai bữa, ví dụ như bữa sáng thì gọi là ăn để đấy chỉ là cái bữa tráng thôi, bữa tráng tráng miệng, tức là ăn những cái đồ ăn nhẹ, còn ăn chính là chỉ một bữa trưa.
Còn tuyệt đối không nên ăn bữa chiều bữa tối nữa. Đấy là với cái người tu tập thực hành những cái phạm hạnh, để vị đó không bị trói buộc bởi ăn uống, không bận rộn bởi ăn uống, không bị nghiện với những cái đồ ăn uống, không bị say mê, không mất quá nhiều thời gian vào cái chuyện ăn uống, thì mới có thời gian mà tu tập, thì cái tâm nó mới thanh tịnh. Chứ cái người nào tham ăn nhiều quá, cái tâm nó chỉ nghĩ đến chuyện ăn, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn, nghĩ ngày mai được ăn cái món ngon à, hôm nay đã thao thức rồi, ngủ đêm là mong cho trong đến sáng còn được đi ăn cái món ngon rồi. Thế là nó tâm nó không dao động như vậy, làm sao mà hành thiền hay là tu tập cái pháp gì được. Thế nên cái người nào không cần phải ăn uống gì, cho nên là Đức Phật mới gọi là các vị tỳ kheo, ai người ta nói trước ngày mai con sẽ cúng thầy cái món ăn này nhé, người ta nói tên thức ăn là ngày sau không được ăn nữa. Để biết trước ngày mai mình được ăn cái món này, là ngày hôm nay là bắt đầu cứ ngồi nghĩ à, mai mình được ăn cái món thịt đấy, cái món cá đấy, món cái món ngon lắm đấy, thế này mong mong sao cho đến giờ thì ăn thì còn được ăn, thì cái tâm nó đã bất tịnh rồi, nó đã ô nhiễm rồi. Còn cái người đấy chỉ biết là ngày mai đi khất thực có sao ăn vậy thế thôi, còn không cần phải biết trước ngày mai mình sẽ được ăn cái gì. Thế nên nếu như một cái người cư sĩ nào thỉnh mời các vị tỳ kheo là mai con xin cúng giảng trai tăng ạ, thì chỉ biết thế là được rồi, chứ đừng nói là mai con cúng giảng món này món kia nhá, nói là như thế con sẽ cúng ngài món thịt gà, món thịt heo, món này món kia, thì vẫn tỳ kheo đấy sẽ luôn luôn ngóng ngóng ủi chà, ngày mai được ăn món ngon, nên là hôm nay ngồi thiền cứ giỏi dãi ra. Thế là nó sẽ làm cho cái tâm ý đấy bị ô nhiễm, nên là không cần phải nói trước cái đồ ăn. Nhưng mà cho nên là Đức Phật mới chỉ trừ khi mà sau khi mà được cái quả báo của ca thi ná, sau khi mà có cái lễ dâng y ca thi ná xong ấy, các vị tỳ kheo sẽ được năm cái quả báo ca thi ná, trong đó có cái quả báo là đó là được nhận là cái nơi được được thọ dụng những cái món ăn mà thí chủ có thể nói tên trước, gọi tên trước. Còn lại trong cái thời gian mà không có cái quả báo ca thi ná thì sẽ không được ăn cái món mà thí chủ đã nói tên trước, nói tên cái món ăn trước, làm cho tâm ô nhiễm bị trói buộc bởi ăn uống. Và cái dây trói buộc thứ năm đó là ngủ nghỉ. Cái vị tỳ kheo nào cái dây trói buộc thứ năm đó là cái vị thứ tư, cái dây trói buộc thứ tư là cái sự ngủ nghỉ. Tỳ kheo nào như vậy tâm triền phược tiêu đoạn tỳ, cái dây trói buộc thứ nhất là tham dục, dây trói buộc thứ hai là tham ái với thân là muộn, dây trói buộc thứ ba là với sắc đẹp, dây trói buộc thứ tư là ăn uống và ngủ nghỉ, và cái dây trói buộc thứ năm là tu phạm hạnh với cái mục đích được sinh thiên giới. Thì đây cũng là một cái dây trói buộc. Ví dụ có rất là nhiều người sẽ mong cầu rằng nhờ cái sự tu tập giữ giới, thực hành chỉ quán này, mong rằng tôi sẽ được sinh về cái cõi trời này hay cõi trời kia, thì đấy cũng là một cái triền phược, đấy là một cái dây trói buộc. Thì cái điều này đã có cái sự kiện, có cái lịch sử là em trai Đức Phật là tôn giả Nanda là em trai Đức Phật. Khi mà Đức Phật đi xuất gia rồi thì còn cái người em mà cùng cha khác mẹ là sẽ nên nối ngôi, tức là sẽ nên ngôi vua và cưới một cái cô gái hoa hậu xinh nhất ở trong cái đất nước thời bấy giờ. Thì đúng cái hôm mà làm lễ đăng quang để truyền ngôi, vua Tịnh Phạn truyền ngôi cho con trai Nanda này và kết hôn với này, cái cô gái dòng họ Thích, thì hôm đấy Đức Phật đến nhà người em trai này để khất thực. Nhưng mà khất thực xong thì cái người em Nanda này vì cái lòng cung kính này ra cầm bát của Đức Phật và lấy thức ăn cho vào bát xong rồi. Thì Đức Phật quay lưng và đi thẳng về Tịnh Xá. Thì Nanda vì cái lòng cung kính cho nên là ôm bát đi về đến tận Tịnh Xá. Thì Đức Phật nói rằng Nanda hãy đi xuất gia đi. Thì Nanda lúc đấy vì cái lòng cung kính trong tâm không muốn, trong khi mà đi theo Đức Phật thì cô vợ nói là chàng ấy đi nhanh còn về nhá. Thì cái văng vẳng bên tai như thế rồi. Thì Nanda này vì cái lòng mà miễn cưỡng phải chấp nhận là xuất gia làm tỳ kheo. Nhưng mà trong lòng lúc nào cũng chỉ muốn về, lúc nào cũng muốn về để làm vua mới lại sống với lại cái cô gái xinh đẹp này. Thì lúc này Đức Phật đã phải dùng một cái phương tiện thiện xảo, đó là dùng thần thông của mình đưa em trai lên cõi trời đao nợ cho người em trai này mới thấy các cái nàng tiên, các cái cô gái ở trên cái cõi trời đao nợ rất là xinh đẹp. Thì lúc này Đức Phật mới hỏi Nanda
này các cái nàng tiên này với lại cái cô người yêu dòng họ thích đấy thì ai đẹp hơn. Thì lúc đấy Nanda mới nói rằng là nếu mà đem so sánh với vợ của đệ với lại cái nàng tiên này thì giống như là so sánh một cô hoa hậu với con khỉ già, với một cái con khỉ bị ghẻ nở. Thì lúc này Nanda nhìn thấy các nàng tiên là hết nhớ thương người vợ nữa, hết nhớ thương cái cô gái người yêu đấy nữa. Và lúc này Đức Phật mới nói, Nanda hãy tu đi, hãy tinh tấn tu tập đi, để sau này đảm bảo là ông sẽ lên trên này và ông sẽ được sống chung với 500 cô tiên. Rất là xinh đẹp này. Thì lúc này Nanda bảo, nếu Đức Thế Tôn mà hứa với con, khẳng định với con là sau này sẽ được hưởng 500 cô tiên này thì con sẽ tu, mà sẽ không quay hoàn tục nữa, không trở về nữa. Thì Đức Phật ta hứa với ông là hãy tu tập để sau này được sinh thiên, rồi sẽ được 500 cô tiên. Thì lúc này Nanda trở về và nỗ lực tu tập, thực hành giới định tuệ, miệt mài tinh tấn. Và lúc này Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo khác là ta đã hứa với Nanda rằng nếu ông ấy nỗ lực tinh tấn tu tập thì sau này ông ấy sẽ được sinh thiên và ông sẽ sống với 500 cô tiên nữa. Thì lúc này các vị tỳ kheo bắt đầu với đi chế nhạo Nanda, hiền dạ Nanda giống như là một cái người đi làm thuê ấy, tu tập phạm hạnh này chỉ vì cái mục đích sống với các nàng tiên ở cõi trời, điều đó thật là hạ nhiệt, thật là thấp kém, không xứng đáng một cái vị tỳ kheo, một cái pháp thượng nhân này. Và Nanda đã trở nên rất là hổ thẹn, đã trở nên xấu hổ và tự ái, rồi vị đó quyết tâm tu tập. Và trong một thời gian ngắn thì vị đấy chứng A-la-hán. Thì khi chứng A-la-hán thì nó đi dục hết rồi, không còn tham ái về cái cõi thiên giới nữa. Thế đến mới nói với Đức Phật là con xin hóa giải cái lời nguyện là được sinh thiên. Thì Đức Phật bảo ông chứng A-la-hán thì cái lời hứa của ta cũng đã tự được hóa giải rồi. Thì lúc đấy thì thời Đức Phật cũng thế, nếu mà thì Đức Phật mặc dù chỉ ra rất nhiều con đường, có những cái con đường bất thiện sẽ đi đến cái đoạn xứ khổ đau, có những cái con đường thiện lành ở thế gian sẽ đi lại cái cõi người, có con đường phước lành đi sinh về thiên giới, con đường tu tập chứng thiền định sinh về phạm thiên giới, con đường phát triển trí tuệ sẽ chứng đắc các cái đạo quả siêu thế, chấm dứt khổ đau luân hồi sinh tử. Thì ai mà tùy theo khả năng của mình có thể đi đến con đường nào cũng được. Nhưng mà đối với những cái vị tỳ kheo tu những cái phạm hạnh này mà chỉ có cái mong đầu cầu với cái mục đích sinh thiên thì rất là hạ nhiệt, rất là thấp kém. Có thể là những cái hàng Phật tử tại gia người ta hưởng thụ các cái dục lạc ở thế gian, rồi lâu lâu người ta làm những cái việc phước thiện, lâu lâu người ta giữ giới, lâu lâu làm những cái việc bố thí, rồi người ta nguyện mong rằng sau này con được sinh thiên giới thì còn có thể tạm chấp nhận được. Chứ nếu như là một cái người xuất gia tu theo cái giáo pháp giới định tuệ rồi mà lại có cái ước muốn sinh thiên giới thì không chấp nhận được, thì đó được gọi là cái người đấy bị dây trói buộc, đang bị trói buộc bởi một cái sợi dây, đó là hưởng thụ các cái dục lạc ở chư thiên. Thì sinh thiên làm gì, là sinh thiên cũng chỉ hưởng thụ các cái dục lạc chứ làm gì. Sinh thiên thì hưởng thụ cái dục lạc nó sung mãn hơn. Ví dụ ở thế gian này chỉ có một vợ một chồng thôi, nhưng mà sinh thiên thì có thể là một vợ, 1.000 vợ mới có một ông chồng, hoặc là 500 cô tiên mới có một chàng tiên, có thể là sống có cái đời sống ngũ dục nó sung mãn hơn, nó đầy đủ hơn, nó phong phú hơn, và rất là nhiều người sẽ ưa thích cái cảnh sống ở thiên giới. Thì Đức Phật cũng dạy đây là một cái sự một cái triền phược, một cái dây trói buộc cần phải được đoạn trừ. Vậy thì không phải là cái mục đích sinh thiên, mà phải là cái mục đích chứng đắc niết bàn thì mới là một cái mục đích của các vị tỳ kheo. Vậy Đức Phật dạy, chư tỳ kheo nào chưa diệt trừ được năm tâm hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền phược này, vị ấy có thể lớn mạnh và trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện ấy không thể xảy ra. Tức là nếu như một cái vị nào mà còn năm tâm hoang vu, nghi ngờ Phật Pháp Tăng ấy, nghi ngờ học giới ấy, và sân hận ấy, hay là năm tâm triền phược này, còn tham ái dục, còn tham về thân, còn tham về sắc đẹp, còn tham về ăn uống, và còn tham hưởng thụ cái cõi dục ở chư thiên, thì người đấy không lớn mạnh trong pháp luật này, tức là vị đấy khó có thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân như là chứng đắc thiền, chứng đắc thần thông và đạo quả. Vậy thì vị đấy phải đoạn trừ năm cái tâm hoang vu và đoạn trừ năm cái tâm triền phược ấy thì mới thành tựu được. Thì khi nào đã diệt trừ được năm tâm hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ấy có thể lớn mạnh và hưng thịnh trong pháp luật này, sự kiện ấy có xảy ra.
Thế nào là năm tâm hoang vu được đoạn trừ? Chư tỳ kheo ở đây, tỳ kheo không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Chư tỳ kheo nào không nghi ngờ bậc đạo sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị ấy hướng về nỗ lực chuyên cần, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về nỗ lực chuyên cần, kiên trì, tinh tấn như vậy là tâm hoang vu thứ nhất đã được đoạn trừ. Tỳ kheo nào không nghi ngờ pháp, không nghi ngờ tăng, không nghi ngờ các học pháp về giới định tuệ, không có sân hận, giận hờn, thì tâm của vị ấy không do dự, vị ấy có quyết đoán, có tịnh tín, hướng về nỗ lực chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, thì cái vị đấy sẽ đoạn trừ được cả năm cái tâm hoang vu. Thế nào là năm tâm triền phược đã được đoạn trừ? Tỳ kheo ở đây, tỳ kheo đối với những dục không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không có khao khát, không có nhiệt tình, không có khát ái. Tỳ kheo nào đối với những dục không có tham ái, không có dục cầu, không có lưu luyến, không có khao khát, không nhiệt tình, không khát ái, thì vị ấy sẽ hướng về nhiệt tâm tinh cần, hướng về nỗ lực chuyên cần, kiên trì và tinh tấn. Thế là tâm triền phược ấy đã được đoạn trừ. Tỳ kheo nào đối với tự thân không có tham ái, đối với các sắc pháp không có khát ái, đối với cái, việc ăn uống ngủ nghỉ không có tham ái, và cũng không tham ái đối với những cái dục lạc, không mong cầu sinh thiên giới, thì đó là cái năm cái tâm triền phược đã được đoạn trừ. Rồi bị ấy rồi vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục thiền định tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn thiền định tinh cần hành, tu tập như ý túc câu hữu với tâm thiền định tinh cần hành. Thiền định tu tập mà chư tỳ kheo nào đầy đủ 10 năm pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng phá vỡ, có đủ khả năng chánh giác, có đủ khả năng đạt đến vô thượng an ổn khỏi các ách phược. Thì đây là Đức Phật dạy về cái 10 năm cái pháp. Thứ nhất là đoạn trừ được năm tâm hoang vu, thứ hai là đoạn trừ được năm tâm triền phược, và thực hành tứ như ý túc, tức là dục tư dục câu hữu, tu tập như ý túc với dục thiền định tinh cần hành. Thế là tứ như ý túc là dục cần tâm thẩm, dục là mình có ước muốn. Vậy thì cái người đấy thực hành cái pháp thiền định với cái ước muốn gì? Với cái ước muốn là thanh tịnh nội tâm, phát triển được cái chánh trí và chấm dứt khổ đau. Đấy là gọi là mình thực hành cái pháp thiền định có cái dục, tức là có cái ước muốn như vậy, có cái ước muốn để tịnh hóa cái nội tâm của mình. Đấy gọi là dục thiền định tinh cần hành. Thứ hai là tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn thiền định tinh cần hành. Tức là trong cái pháp này, vị đấy thực hành các cái pháp thiền định có cái sự nỗ lực tinh cần hết khả năng mình. Đấy là gọi là tinh cần, tinh tấn cố gắng. Thì đấy là cái pháp thứ hai, đó là tinh tấn thiền định tinh cần hành, tu tập như ý túc với tâm thiền định tinh cần hành. Tâm ở đây là cái vị đấy có cái sự quyết tâm, hay là có cái sự nhất tâm, có cái sự định tâm. Thì đấy là cái tu tập cái như ý túc thứ ba. Tu tập như ý túc thứ tư, tỳ kheo ấy tu tập như ý túc với tư duy thiền định tinh cần hành. Tư duy ở đây tức là cái vị đấy chú tâm trên một cái đề mục thiền nào đấy, thì được gọi là tư duy. Tư duy cái là tâm nó hướng về một cái đề mục thiền đấy, để cái vị đó tu tập cái bốn cái pháp thần túc này, hay là bốn cái pháp như ý túc này, áp dụng cho cái sự thực hành thiền định. Vậy cái vị đó ấy, đoạn trừ năm tâm hoang vu, đoạn trừ năm tâm triền phược rồi, vị ấy mới có thể thực hành được cái pháp thiền định này. Thực hành pháp thiền định nương vào tứ như ý túc, dục là có cái ước muốn mạnh mẽ, có cái tinh tấn mạnh mẽ là cần, có cái nhất tâm mạnh mẽ, tức là có cái quyết định mạnh mẽ, có cái tư duy, tức là cái tuệ, tư duy nó cũng là tuệ, mà tư duy cũng là cái sự hướng tâm về cái đối tượng để mà thực hành, thì sẽ thành tựu, cộng với lại cái sự nỗ lực nữa là thứ năm. Tứ như ý túc cộng với cái sự nỗ lực để khởi lên cái dục ước muốn, nỗ lực khởi lên cái tinh cần, nỗ lực khởi lên cái quyết tâm, nỗ lực khởi lên cái trí tuệ, cái nhất tâm, cái tư duy thiền định tinh cần hành. Thì đấy được gọi là năm cái pháp đấy, gọi là có 10 năm pháp. Thì cái người nào mà có cái sự 10 năm pháp, chứ tỳ kheo đầy đủ 10 năm pháp, kể cả nỗ lực,
thời có đủ khả năng phá vỡ, có đủ khả năng chánh giác, có đủ khả năng đạt vô thượng an ổn cõi các ách phược. Chư tỳ kheo như có khoảng 8, 10, 12 cái trứng một con gà mái. Những cái trứng này được con gà mái khéo ấp ngồi lên trên, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, thời giàu cho con gà mái ấy không khởi nên cái sự mong ước, mong rằng những con gà con của ta sau khi đâm thủng vỏ trứng với cái móng chân sắc nhọn của chúng hay với mỏ của chúng có thể thoát ra một cách an ổn. Những con gà con ấy sau khi đâm thủng vỏ trứng móng với móng chân nhọn của chúng hay với mỏ của chúng có khả năng thoát ra một cách yên ổn. Chư tỳ kheo cũng vậy, tỳ kheo đầy đủ 10 năm pháp kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt đến vô thượng an ổn khỏi các ách phược. Thì ở đây Đức Phật dạy rằng là nếu như một cái người nào đoạn trừ được năm tâm hoang vu, tức là vì ấy đoạn trừ được cái nghi ngờ đối với Phật Pháp Tăng, đối với học Pháp, đối đoạn trừ được sân hận, và vì ấy đoạn trừ năm triền phược, không ái dục, không có tham ái với thân thể, không tham ái với sắc dục, không có tham ăn, không tham ngủ, và không có vì mục đích sinh thiên giới, rồi vị ấy thực hành thiền thì vị ấy sẽ thành tựu. Vị ấy thực hành thiền với tứ như ý túc, ước muốn được thanh tịnh hóa nội tâm, với cái sự nỗ lực kiên trì cố gắng không ngừng nghỉ, với cái sự quyết tâm, với cái sự quyết định mạnh mẽ, và với cái tư duy, với cái sự hướng tâm vào, dán tâm vào cái đề mục thiền và thực hành như thế. Vị ấy thực hành giống như một con gà ấp trứng. Thế cái sự thực hành thiền của mình ấy, hàng ngày mình chỉ ngồi chú tâm vào hơi thở vào ra giống như con gà ấp trứng vậy, khi nào nó đủ ngày đủ tháng rồi, đủ nhiệt độ rồi thì nó tự nở ra con gà con. Cũng như vậy, những người thực hành thiền định, mình không được mong rằng ngày hôm nay ta phải đắc định hay ngày mai ta phải đắc định, không cần như thế. Giống như con gà, nó không mong là ngày hôm nay quả trứng này phải nở ra con, không được làm như thế, mà chỉ có cứ chú tâm vào cái đề mục thiền đấy thôi, rồi khi nào nó đủ nhân duyên, nó đủ cái nhiệt độ, nó đủ ngày tháng thì gà con sẽ nở ra. Cũng như vậy, ngày nào mình đủ nhân duyên, đủ cái công phu rồi, đủ các cái pháp ba la mật rồi, thì lúc đấy mình sẽ chứng được các cái tầng thiền, sẽ chứng được các pháp thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái điều đó là chắc chắn, cứ yên tâm mà thực hành như vậy. Vậy thì phải có niềm tin, phải ni dục và phải thực hành. Như con gà ấp trứng thì rồi mình sẽ thành tựu được những cái pháp thiền định này, rồi sau đó mình sẽ thành tựu được cả thiền quán và cả đạo quả nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Kinh Tâm Hoang Vu thứ 16, nên là chấm dứt cái bài Kinh Hoang Vu, chỉ có thế thôi. Còn bây giờ sư sẽ trả lời các câu hỏi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Kiến Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi người hành thiền là đang tạo nghiệp gì và quả báo sẽ như thế nào ạ? Người hành thiền sẽ tạo đầy đủ các cái nghiệp dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cả nghiệp siêu thế nữa. Những người mới bắt đầu thực hành thiền, ví dụ như là mình thọ trì pháp thiền niệm hơi thở vào ra chẳng hạn, nhưng mà ở cái giai đoạn đầu mình chưa chứng được các tầng thiền, mình chỉ biết hơi thở vào ra thôi, thì cái lúc mà mình đang chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở vào ra đấy, nó có cái tâm sở tư nó khởi lên, tức là nó hướng về cái hơi thở đấy. Trong cái lúc đấy nó cũng có những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm cao thượng, nó cũng có vô tham, vô sân, hành giả, tịnh thân, tức là có tín niệm tàm quý, vô tham, vô sân ấy. Có tất cả những cái tâm thanh tịnh cao thượng đấy, thì lúc đấy đang tạo những cái thiện nghiệp thuộc về dục giới. Những cái thiện nghiệp đấy nó cũng sẽ cho ra cái quả báo ở cái cõi nhân gian và cõi thiên giới. Tức là người thực hành thiền dù không đắc thiền
mà mình hướng với mục đích lại sinh lại làm người hoặc sinh tiên giới vẫn được. Và nếu như một người nào đắc được sơ thiền thì lúc đấy vị đó tạo ra cái nghiệp sắc giới sơ thiền, thì sau này vị đấy sẽ cho cái quả là sinh về cõi sơ thiền. Người nào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đấy được gọi là những cái tầng thiền sắc giới, là đang tạo những cái thiện nghiệp sắc giới. Còn nếu như người nào thực hành được các pháp thiền vô sắc giới thì đang tạo thiện nghiệp vô sắc giới. Còn nếu như vị đó thực hành thiền tuệ mà chứng đắc được đạo quả thì vị đấy sẽ thành tựu được cái thiện nghiệp về siêu thế, siêu tam giới. Vậy thì chỉ có cái con đường thực hành thiền nó mới được viên mãn đầy đủ các cái nghiệp từ thấp đến cao, các cái thiện nghiệp từ thấp đến cao, và không thiếu cái thiện nghiệp gì ở trong cái pháp hành thiền này mà những cái pháp khác ở thế gian không thể có được. Ví dụ như là một người bố thí cúng dường thì chỉ tạo ra thiện nghiệp dục giới, một cái người giữ giới hành trì giới thì cũng chỉ tạo ra thiện nghiệp dục giới, thực hành qua cái pháp thiền nó mới tạo ra được thiện nghiệp sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thế là vì vậy cái sự thực hành thiền nó sẽ tạo ra được nhiều những cái nghiệp cao thượng khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Kiến Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, thời Đức Phật thì hầu hết tăng ni đều hành thiền, vậy tại sao thời nay hầu hết tăng ni lại không thực hành thiền ạ? Thời Đức Phật, đúng là Đức Phật chỉ có dạy ba pháp thôi, giới, định, tuệ. Thì giáo pháp của Đức Phật thời gian đầu thì ai cũng hành thiền, kể cả những vị A-la-hán người ta vẫn hành thiền, các vị Đức Phật cũng vẫn hành thiền. Hay khi Đức Phật thành đạo rồi, nhưng ngày nào Đức Phật cũng vẫn hành thiền trong những cái khoảng thời gian mà Ngài không giảng pháp, Ngài không có những phận sự gì thì Ngài cũng sẽ hành thiền. Hoặc sáng sớm thì Đức Phật nhập đại định đại bi, tức là Ngài thiền đại tâm bi, sau đó thì thấy ai có hữu duyên thì Ngài đi độ chúng sinh đó. Còn lúc nào nghỉ ngơi, rảnh rỗi Ngài cũng hành thiền hết, hiện tại lạc trú. Các bậc A-la-hán mà làm xong những phận sự cần làm rồi, ngoài cái việc đi hoàng pháp, giảng pháp ra thì các vị cũng hành thiền. Hay có những vị nào không có cái phận sự đi hoàng pháp thì các vị cái an trú hành thiền là chính, ngoài giờ đi khất thực ra thì về ngồi thiền. Rồi những vị hữu học thì phải hành thiền để chứng A-la-hán, rồi những vị phàm phu mới ra thì phải hành thiền để chứng đắc các đạo quả. Thì lúc đấy chỉ có hành thiền mà thôi, chỉ có tu giới định tuệ mà thôi, ngoài việc hành thiền ra thì làm gì nữa. Thì Đức Phật đi theo Đức Phật, học đạo với Đức Phật, xuất gia dưới pháp của Đức Phật là để hành thiền, không có cái gì khác cả. Sau này thì Đức Phật thuyết ra nhiều kinh điển hơn, thì sẽ dành 5 năm đầu để học pháp, sau đó thì sẽ chuyên tâm thực hành. Thì cũng có điều đó. Hoặc là có những vị nỗ lực muốn học hết cả tam tạng kinh điển thì cũng có thể dành ra 5 năm, 10 năm học, nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên là không dừng lại pháp học và vẫn đi hành thiền. Còn về sau này thì vì thời sau này thì cái pháp, vì cái pháp thiền quá là khó lưu truyền. Ví dụ như là Phật pháp lưu truyền đến những cái vùng xa xôi, ví dụ như là từ Ấn Độ rồi chuyển đến Trung Quốc, hay chuyển đến Việt Nam, chuyển đến những cái nơi biên địa thâm rất là xa xôi ấy, thì pháp học được truyền đi dễ dàng, nhưng pháp hành rất khó để truyền đi. Nhưng là người ta có thể mang kinh điển bằng lá bối thì chuyển sang Việt Nam, chuyển sang Trung Quốc, chuyển sang các nước quốc độ khác nhau. Các vị tỳ kheo mà đi truyền đạo đấy thì cũng có vị có pháp học, có vị có pháp hành. Thì cái chuyện bá đến một cái quốc độ nào đó xong lại mất thời gian phiên dịch từ cái tiếng Bani, từ cái tiếng Phạn đó sang bản địa đó nữa, nên là rất khó, rất là mất rất nhiều thời gian và để mà dạy được cái pháp hành. Cho nên là có những cái địa phương, có những cái vùng miền người ta chỉ có pháp học thôi, chỉ có lý thuyết thôi, mà không có cái người dạy những cái pháp hành. Hoặc là cũng có những cái thời điểm mà có những vị tỳ kheo cũng đi truyền bá và giảng dạy những cái pháp hành thiền chỉ quán, mà rồi vì do trải qua những cái thời thế nó thay đổi, ví dụ như là những cái thời loạn lạc, chiến tranh xảy ra, mà và những cái vị mà có pháp hành như là những cái pháp hành thiền ấy, thì cũng không có giảng dạy rộng rãi được ở trong thế gian. Những cái lúc đấy thì đa số con người ta hướng về chiến tranh loạn lạc, đánh nhau rồi, thì cái việc tu tập không còn được đề cao và không có người ủng hộ nữa. Những vị có pháp hành đấy cũng phải ẩn vào trong rừng để tu, rồi có thể là không truyền bá được lại cái pháp hành, rồi các vị ấy chết đi và cái pháp hành thất truyền. Cái pháp về hành thiền rất dễ bị thất truyền, còn cái pháp học thì dễ, rất dễ lan truyền và
dễ phục hưng lại. Khi mà thời thế hòa bình lại, người ta có thể phục hồi lại được pháp học thì rất dễ phục hồi lại để học những cái lý thuyết về kinh điển. Thì rất là nhiều người ta có thể sao chép, biên chép, in ấn ra và truyền bá giảng dạy lại. Nhưng cái pháp hành thì phải có một cái người có kinh nghiệm thì mới giảng dạy được. Vì vậy nên là pháp hành rất khó lưu truyền, rất khó giữ gìn và rất khó tu tập. Hàng trăm người, hàng chục người, hàng trăm người tu mới có một người thành tựu. Vì đó nó rất là khó như vậy, thành ra rất là nhiều nơi bị thất truyền về pháp hành thiền. Rồi về sau này cái pháp học lại mang cái tính là được thế gian tôn sùng nhiều hơn. Ví dụ người ta sẽ tôn sùng những cái vị có pháp học, những cái vị có pháp học thì có thể thuyết giảng được giáo pháp dễ dàng hơn, mang cái tính tri thức mà nó phù hợp với thời đại hơn, cho nên là người ta thành lập nên những trường Phật học để lấy những cái bằng cấp nó phù hợp với đời. Nhưng người đời người ta ưa chuộng những người có bằng cấp, thì người ta cũng ưa chuộng những cái vị xuất gia cũng phải có cái bằng cấp như thế để trở thành những vị pháp sư, những vị giảng sư. Rồi cũng chính vì chạy theo cái xu thế của thời thế, thời đại vậy nữa, cho nên là nhiều người xuất gia đã không bỏ cái thời gian để hành thiền, mà để nhiều cái thời gian học tập lấy bằng cấp nhiều hơn. Thì có cái bằng cấp đấy thì sau này dễ làm những cái việc Phật sự. Chính vì vậy nên là cái pháp hành thiền càng lúc càng bị ít người thực hành đi. Rồi sau này lại phát sinh ra nhiều cái hệ phái, nhiều cái tông phái và nhiều cái pháp môn tu tập khác thay thế cho cái pháp hành thiền. Ví dụ như là thời xưa, nhất là ví dụ như ở Việt Nam mà thời đại Lý Trần chẳng hạn, thì lúc đấy các vị tỳ kheo vẫn còn hành thiền. Nhưng mà sau cái thời đấy thì loạn lạc nhiều hơn, rồi những cái pháp hành thiền bắt đầu bị suy giảm đi, ít dần đi. Và cho đến bây giờ thì rất là hiếm hoi mới có một ngôi chùa có cái sự hành thiền, rất hiếm hoi mới có một cái vị xuất gia còn giữ cái pháp hành thiền. Còn đa số thì theo nhiều những cái pháp môn tư tưởng khác, hoặc là theo pháp học, hoặc là theo những cái pháp tín ngưỡng dân gian, hoặc là theo nhiều cái pháp khác, mà cái pháp hành thiền bị mai một một cách trầm trọng và trở nên rất là khác biệt đối với thời Đức Phật. Là thời Đức Phật thì chỉ có hành thiền mà thôi, chỉ có hành thiền chỉ quán, chứ không có làm những cái phận sự gì khác. Nhưng mà thời về sau này thì thời thế thay đổi, thì giáo pháp cũng bị biến dạng thay đổi đi, cho nên là cũng còn có, vẫn còn có người duy trì pháp hành thiền như thời Đức Phật, nhưng cũng đã rất nhiều người từ bỏ cái pháp đấy rồi. Thì đó cũng là cái sự mai một của giáo pháp, nó là cái sự gọi là cái gì, nó có cái sự sinh trụ dị diệt, mà có cái sự hoại diệt, có cái sự biến đổi theo thời thế. Nên cái chuyện đó là cái chuyện mà mình cũng không thể nào mà ấy được, không thể nào mà nói được, mà phải vì thời thế nó như thế thì nó sẽ thay đổi như thế mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Ân ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi, có vị thầy dạy rằng mình chỉ cần sống với tâm xả là được rồi, không cần thực hành thiền chỉ quán gì cả, như vậy có đúng không ạ? Có giải thoát sanh tử không ạ? Sống với tâm xả, chỉ có bậc A-la-hán với Đức Phật mới có tâm xả thôi, còn lại tất cả từ bậc hữu học cho đến phàm phu không ai có tâm xả này hết. Bậc A-la-hán thì mới với Đức Phật ấy, thì còn thuần tâm xả, không vui không buồn gì hết. Và các bậc A-la-hán thì thuần tâm xả, không vui không buồn. Còn các bậc hữu học đến bậc tam quả, nhị quả, sơ quả, đến những người phàm phu thì sẽ còn có vui, còn có buồn, còn ái ố hỉ nộ, còn cần phải tu tập. Những người đang trên đường tu tập cần phải thực hành thiền chỉ, cần phải thực hành thiền quán, cần phải tu tập chứng. Đến khi nào chứng đến A-la-hán rồi thì mới hãy sống với cái tâm xả. Vì cái lúc đấy tâm nó không còn bị ô nhiễm bởi cái pháp gì nữa, nó không còn ưa thích, nó không còn chán ghét. Tâm xả tức là không yêu, không ghét, không ưa thích, không chán ghét. Nhưng bây giờ một cái người chưa chứng A-la-hán mà bảo cái không yêu, không ghét, chuyện đó là không có, nó là nói dối. Và đang áp dụng một cái pháp của một bậc thánh nhân cho một phàm nhân, cái điều này là lấy cái tâm của các bậc thánh nhân mà tự mình sống được như vậy, thì cái người đấy tự nhận mình là thánh nhân, tự nhận mình là A-la-hán. Không có chuyện đó. Nếu mà mình chưa chứng A-la-hán, mình không thể sống được với tâm xả. Hoặc là sẽ yêu, hoặc là ghét. Lúc thì yêu, lúc thì ghét, lúc thì xả.
cần phải tu tập để mà đoạn trừ những cái ô nhiễm đấy. Chứ mình chỉ dừng lại thản nhiên như vậy là mình đang sống với tâm si, chứ không phải sống với tâm sản. Tức là người đấy đang sống với tâm si mê đấy, si mê tà kiến, yêu mà tưởng mình không yêu, ghét mình tưởng mình không ghét, không phải là tâm sản mà lại tưởng đấy là tâm sản. Thì cái người đấy là đang sống với tâm ngu si, chứ không phải là tâm sản. Vì vậy nên đừng có dừng lại ở đó, mà cần phải thực hành từng tuần tự, từng bước. Rồi sau đó thì mình mới đạt được cái tự bất động, cái được cái tâm bất động như bậc A-la-hán rồi, thì lúc đấy tự động sẽ có tâm xả thôi. Còn mới tu mà đã sống với tâm xả là không có. Dạ, con thưa Lư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Ân ạ. Dạ, con bạch Lư, tánh không ở đây có ý nghĩa là gì ạ? Tánh không ở đây thì sư chỉ giải thích nên tánh không theo cái pháp nguyên thủy thôi. Tánh không ở đây có nghĩa là cái sự rỗng không, là cái sự giả tạm, là cái sự không có tự ngã. Tức là cái tánh không ở đây cũng có cái ý nghĩa là đấy là cái sự vô ngã. Vậy thì cái người nào mà hiểu ra được cái tánh không, vậy nên là Đức Phật có nói rằng là cái pháp của Đức Phật nói là có ba con đường đi đến Niết Bàn. Một là con đường bằng vô tướng giải thoát. Vô tướng giải thoát tức là vị ấy quán các pháp hữu vi là vô thường, rồi vị ấy giác ngộ ra chân lý và đi đến Niết Bàn. Đấy được gọi là vô tướng giải thoát. Cái thứ hai là vô nguyện giải thoát, thì vị ấy quán các pháp hữu vi là khổ, là ung nhọt, là gai góc, là mũi tên, là đau đớn, là bệnh hoạn, rồi vị ấy chứng được chân lý và vị ấy chứng Niết Bàn. Đấy được gọi là vô nguyện giải thoát. Và cái cửa thứ ba là không giải thoát, tức là cái con đường quán về vô ngã. Vô ngã là rỗng không, là giả tạm, là không thật, là không có tự ngã. Rồi vị ấy giác ngộ được chân lý thì vị ấy đi đến Niết Bàn và chấm dứt khổ đau. Vậy thì một cái vị mà chứng đắc các đạo quả là chỉ chứng đắc bằng ba cái con đường đó. Một là do vị đó đang quán vô thường, vị đó ngộ giác ngộ. Hai là vị đó quán về khổ, vị đó giác ngộ. Ba là quán về vô ngã, vị đó giác ngộ. Thì cái vô ngã được gọi là cái cửa không, được gọi là cái cửa ngõ đi đến Niết Bàn bằng cái tánh không, tức là vị đó quán vô ngã. Thì cái người nào mà có trí tuệ mạnh thì cái người đấy sẽ giác ngộ về cái tánh không này. Cái người nào mà có định mạnh thì cái người đấy sẽ giác ngộ về cái khổ hay là cái vô nguyện giải thoát. Người nào có niềm tin mạnh, đức tin mạnh thì hay giác ngộ theo cái quán về vô thường. Cái ba cái cửa để đi vào Niết Bàn đó, do mình có đức tin mạnh, có định mạnh hay có tuệ mạnh, mình sẽ đi vào những cái cửa ngõ khác nhau đó. Thì cái tánh không là vô ngã, thì thế thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Trí Nhân ạ. Dạ, con bạch sư, thưa sư cho con hỏi, khi thiền thì tư thế ngồi kết là, bán là hay xếp bằng có ảnh hưởng khác nhau như thế nào đến sự chứng đắc không ạ? Không có ảnh hưởng gì nhé. Một cái người mà ngồi được kết già thì cũng có cái hay là cái người đấy giống như là một cái người chuyên tu chuyên nghiệp, tu lâu năm, tu từ nhỏ. Và cái người đấy có cái sự kham nhẫn, có thể rèn luyện cho mình thành tựu được cái pháp thế kiết già. Mặc dù cái bởi vì tập được thế kiết già rất là đau và rất là nhiều năm mới thành tựu được. Cái người đấy ngồi được cái kiết già thì nó vững vàng, chắc chắn, ngồi lâu nó không bị mỏi, mệt. Thì đấy là cái ưu thế của thế kiết già. Hoặc là không ngồi được thế kiết già thì ngồi thế bán già, chân trên chân dưới hoặc hai chân bằng nhau. Thì cũng như thế thôi, cũng không có vấn đề gì. Nhất là với những cái người tu mà có những người mà chân mà ngắn đôi khi không ngồi kiết già được, phải ngồi bán già cũng chẳng sao cả. Còn cái sự chứng đắc không hề liên quan gì đến tư thế ngồi. Cái sự chứng đắc nó hoàn toàn là do cái chánh niệm của cái vị đó ở trên cái đề mục thiền, giữ được cái tâm định tĩnh, chánh niệm ấy, thì sẽ thành tựu thôi. Còn thế ngồi đều không liên quan, không ảnh hưởng gì đến sự chứng đắc hết. Một người ngồi kiết già, bán già hay là hai chân bằng nhau thì cái sự chứng đắc là như nhau, không có hơn kém gì. Nên đừng bận tâm đến cái thế ngồi, mà nên chú tâm vào mục thiền cho tốt là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trí Nhân ạ. Dạ, bạch sư, xin sư cho con hỏi thêm là ví dụ khi được xuất gia tại chùa Phúc Minh thì hàng ngày có được dạy học không ạ? Và được học những gì ạ? Được dạy học ạ? Được dạy pháp ạ? Được dạy pháp. Dạy pháp. Xuất gia ở chùa Phúc Minh thì đương nhiên là cái việc đầu tiên là vẫn phải học pháp.
Vì người xuất gia là bắt buộc có những cái cần phải học, học rồi mới xuất gia được, thì vẫn phải có được dạy, sẽ có dạy dạy những cái căn bản trước, ví dụ như là đầu tiên là học các cái pháp tam quy, mười giới bằng tiếng Bali, thì sẽ có người dạy cho mình đọc sao cho nó đúng, học đưa bài cho mình. Đa số cái pháp của Phật là học bằng cái pháp học truyền thụ, học thuộc lòng, thì cái đấy cái này cần phải học thuộc, thì lúc đấy các vị sư lớn sẽ đưa cái bài cho các vị mới tập sự đấy, hãy học thuộc cái này đi, học thuộc rồi nên trả bài đọc nghe xem đã thuộc chưa, kiểm tra lại, học thuộc cái này rồi thì lại đưa cho cái khác đấy, hãy học thuộc cái này đi, học xong rồi lại kiểm tra xem đã thuộc chưa, lại học cái khác. Thì đấy là một cái cách truyền dạy bằng cái cách đấy, rất là dễ dàng, rất là đơn giản học. Như thế thì ai mà học được càng nhiều thì càng tốt, thì mình phải học hết. Ví dụ như đấy là cái bộ kinh tụng bằng Bali tiếng Việt đấy, học cho thuộc hết đi. Thì cái việc học thuộc lòng thì đâu cần phải kèm cặp dạy như là học vỗ lòng mẫu giáo đâu, không cần. Nhưng mà đôi khi có những cái vị xuất gia ở cái tuổi còn rất là trẻ, chưa đến tuổi hành thiền, nhưng như là cái vị đấy tầm 13, 14 tuổi, 15, 16 tuổi mà đến muốn xuất gia, thì có thể sẽ được dạy kỹ hơn, tức là sẽ được dạy kèm cặp hàng ngày hơn, là cần phải học thuộc như thế này, học thuộc thế kia, sẽ dạy giống như là trên lớp học vậy. Còn những vị lớn tuổi rồi đã có những cái trình độ học mà vẫn tốt ở bên ngoài rồi thì không cần những cái sự kèm cặp mà một cách quá là cầu kỳ chi tiết nữa, mà lúc đấy chỉ cần đưa pháp cho vị đó thôi, vì đó hãy tùy theo khả năng của mình mà học. Thứ hai nữa là nhờ, với những vị đã lớn tuổi rồi thì hành thiền đề cao hơn, pháp hành đề cao hơn, bởi vì chùa Phúc Minh là môi trường hành thiền, thì tất cả những cái vị xuất gia ở đây phải là những người hãy chuyên tâm hành thiền, cái lấy cái việc hành thiền làm cái sự nghiệp chính, còn cái pháp học thì phụ và thêm vào. Sau cái quá trình thực hành thiền đấy mà tiến triển được thì trong cái pháp hành đấy sẽ có cái pháp học đi kèm theo. Như là sau này mình hành thiền đến những cái pháp về thiền vào các tầng thiền thì sẽ được hướng dẫn phân biệt các chi thiền như thế nào, nên các tầng thiền thế nào, thực hành các cái 40 đề mục thiền định, hay là chuyển sang hành thiền quán sẽ phân biệt các cái sắc pháp, danh pháp, pháp duyên khởi. Thì trong cái sự tu tập đấy sẽ kết hợp với cái pháp học đi cùng với cái pháp hành đấy, thì nó sẽ đỡ mất thời gian hơn cho những cái vị mà đang hành thiền. Còn những cái vị nào mà chưa đến tuổi mà chuyên tâm hành thiền được thì sẽ học nhiều hơn. Còn những vị mà đã đến tuổi lớn rồi cần phải để hành thiền nhiều ấy, thì vị đó sẽ học cũng vừa phải thôi, còn cái thời gian hành thiền sẽ nhiều hơn. Thì đương nhiên là pháp học với pháp hành vẫn phải song hành với nhau, mình không thể nói là mình coi nhẹ, mình đề cao tuyệt đối về pháp hành, nhưng cũng không coi nhẹ pháp học, vẫn rất là trân trọng pháp học, vẫn đề cao pháp học, vẫn dành thời gian để học, nhưng đề cao pháp hành hơn một chút, dành nhiều thời gian để hành thiền nhiều hơn một chút, vì môi trường duy trì lại pháp hành. Còn những cái vị nào mà xuất gia mà có cái tâm tầm cầu mà muốn đi học các trường Phật học nữa thì cũng không sao, thì vẫn được. Ví dụ như là vị đấy có thể là khởi lên cái ý muốn là vì sự thực hành thiền chưa có kết quả tốt, muốn đi đến các trường Phật học để học pháp nữa, để chuyên tâm theo đuổi về pháp học, để lấy bằng cấp để mai mốt ra làm chức vụ ở trong giáo hội thì vẫn được. Điều đó phù hợp với xu thế thời đại không cấm, thì xuất gia thời bây giờ là thế, có thể chuyên tâm về pháp hành, có thể chuyên tâm về pháp học, có thể mình vừa thực hành kết hợp với pháp học đều được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ. Dạ con kính thưa sư, con muốn cúng dường vật thực và tứ vật dụng hợp luật tới chùa, nhưng con ở tận Lâm Đồng, một cách nào để con có thể liên hệ với chùa và thực hiện được ý nguyện trên ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thì lúc nào ban tổ chức cái chuyện cho bạn đấy cái số điện thoại của Capilla là sẽ liên hệ với tại văn phòng với người hộ tăng của chùa, và đấy sẽ chuyển khoản cúng dường qua ban hộ tăng, qua Capilla của chùa. Dạ.
Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tịnh Hiếu ạ. Dạ con bạch con kính đảnh lễ sư ạ. Thưa sư xin cho con gửi ba câu hỏi ạ. Câu thứ nhất là thưa sư, vì sao vua trời Đế Thích lại biết con đường trung đạo để gợi ý cho Đức Bồ Tát bằng cách chơi đàn ạ? À, đôi khi một cái vị đứng ở bên ngoài và ở các cõi trời thì sẽ được nghe kể về cái công hạnh tu tập của các vị thật Phật trong đời quá khứ. Bởi vì ở các vua trời Đế Thích ở cõi trời thì có cái thiện pháp đường và thường xuyên có các cái vị ở cõi Tịnh Cư Thiên, tức là các cái vị thánh nhân ở các cõi Phạm Thiên, Tịnh Cư Thiên đến đó để thuyết giảng và pháp, và các vị ấy thường hay kể chuyện về các vị Phật ở trong đời quá khứ, thuyết giảng giáo pháp của các vị Phật trong thời quá khứ cho những chư thiên ở các cái cõi trời đó nghe. Cho nên nhiều vị chư thiên đã biết được cái con đường tu tập là phải đi con đường trung đạo, nên là vị đấy đã thức tỉnh được Đức Bồ Tát. Nên là đấy là cái lý do mà vua trời đã đánh đàn để thức tỉnh một vị Bồ Tát. Dạ, con thưa sư, câu hỏi số 2 từ hành giả Tịnh Hiếu ạ. Dạ, thưa sư, thân quyến của con có đặt một câu hỏi như sau ạ. Nếu đàn đã từng là vật dùng để gợi ý cho Đức Bồ Tát để đi đúng đường thì đáng biết ơn đàn chứ, tại sao Đức Phật lại khuyên đệ tử lữ lới không nghe đàn và chơi đàn? Biết đâu nhờ sự chơi đàn, nghe đàn cũng giúp cho người đi sai đường tìm đúng đường. Xin sư vi mẫn giảng giúp cho người thân của con ạ. Cái pháp mà đánh đàn này, thực ra Đức Phật đối với một cái vị xuất gia hay là đối với một người mà tu phạm hạnh để mà thực hành chứng đắc được các cái pháp thiền chỉ, thiền quán, thì cái chơi đàn nó sẽ làm chướng ngại. Cái pháp chơi đàn nó du dương, nó sẽ làm cho người ta tham đắm và cái tâm phóng dật năng chăng. Cái tâm chơi đàn nó phóng dật năng chăng. Thứ nhất là cái người nghe cái tiếng đàn đấy, tâm nó cũng trở nên tham ái với những cái giọng du dương đấy. Cho nên khi ngồi thiền tâm nó loạn động. Còn những người mà luyện chơi đàn rất mất nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian để tập luyện, và trong quá trình tập luyện tâm nó cũng bị phân tán vào đó. Và những cái người chơi đàn và nghe đàn không chứng được thiền, thậm chí những người đã chứng thiền rồi mà chơi đàn với nghe đàn cũng bị mất mất thiền chứng, và đó là con đường chướng ngại cho những vị đấy chứng đắc đạo quả. Nhưng mà cái sự chơi đàn đấy nó chỉ là cái thú vui của những cái chúng sinh ở cõi dục giới, là ở cõi người mà có chư thiên đang hưởng thụ các cái dục lạc thế gian thì mới, mới mới dùng những cái thú vui đấy thôi. Thì mặc dù rằng là Đức Phật ngộ ra con đường trung đạo khi nghe cái tiếng đàn đấy, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà lại nói rằng là phải tri ân tiếng đàn đấy cả. Không 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 có cái chuyện đó, vì tiếng đàn là chướng ngại, pháp chướng ngại là chướng ngại. Và cái pháp đấy không không thể là cái chướng ngại cho sự chứng đắc thiền, nên Đức Phật phải chế ra cái giới đó là không được xem nghe múa hát, không được chơi đàn và xem nghe múa hát. Thì là như thế. Còn cái tiếng đàn nó là cái vô tri vô giác, chứ không phải là một cái nhân vật, một người nào đâu mà cần phải tri ân. Có tri ân thì cảm ơn ông Đế Thích ông đã đánh đàn thì còn được, chứ không phải tri ân tiếng đàn được. Tiếng đàn là vật vô tri mà. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tịnh Hiếu ạ. Dạ, con bạch sư, con có một bạn đặt câu hỏi như sau. Chị ấy gửi tiền cho một người bạn kinh doanh cầm đồ để bạn đó dùng số tiền ấy để kinh doanh cho vay nặng lãi. Vậy việc làm đó của chị ấy nên hay không nên ạ? Gửi tiền cho người bạn rồi người bạn đấy lại dùng cái tiền đấy đi kinh doanh nặng lãi. Kinh doanh nặng lãi gửi. Thì nếu mà đúng là cái người mà mình nhận sự gửi thác của người khác, thì khi mà mình muốn sử dụng đến cái vật gửi đấy thì mình phải hỏi cái người mà người ta gửi đấy là tôi giữ hộ cái khoản này mà tôi dùng vào cái việc này có được không, có cho. Thì cái người được cái người chủ đấy, tức là mình chỉ là người giữ hộ thôi, còn cái tài sản đó, cái vật đó vẫn là cái vật có chủ của người khác. Tự ý sử dụng theo ý của mình đó cũng là một cái điều sai. Là nếu mình không hỏi thì vị đó cần phải hỏi trước, rồi cái người chủ đó đồng tình thì mới được sử dụng vậy. Nếu mà không hỏi mà tự ý làm thì đó đã là một điều sai. Cần dùng vào một cái việc mà kinh doanh nặng lãi, lãi nợ gì
đấy thì sư không biết cái đấy là pháp thế gian, nhưng mà cũng nên có cái sự đồng thuận vì cái sự tôn trọng lẫn nhau thì tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả có pháp danh là cư sĩ. Dạ, con kính bạch sư, con xin sư giảng dạy cho con được biết về những phước báu có được khi đi đảnh lễ bốn nơi là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Ngài thành đạo, nơi Ngài chuyển vận bánh xe pháp và nơi Ngài lập diệt ạ. Con có được, dạ, con có được nghe truyền miệng là nếu ai đến đảnh lễ bốn nơi đó thì khi chết sẽ được thanh thiên, thì có đúng không ạ? Bốn cái nơi tứ động tâm mà có cái tên là tứ động tâm, có nghĩa là khi mình đến bốn cái địa danh đấy, cái tâm của mình nó phải khởi lên một cái sự chấn động, một cái sự xúc động. Tức là ví dụ như đến cái nơi đản sinh của Đức Phật, vị ấy tưởng nhớ lại vị Bồ Tát đã đản sinh, tức là cái tâm tưởng nhớ đấy giống như là một cái tâm niệm ân Đức Phật ấy, cái tâm tưởng niệm đó. Và vị đấy khởi lên cái sự hoan hỷ, khởi lên cái sự tịnh tín đối với Đức Phật nhờ đi đến cái động tâm thứ nhất. Hoặc là một cái người chưa biết đến Phật Pháp, người ta đến cái động tâm đấy, người ta nghe những cái người khác kể lại cái câu chuyện rằng đây là nơi mà Bồ Tát Tất Đạt Đa đã đản sinh. Rồi vì thế mà cái người đấy khởi lên niềm tin, thì ra Đức Phật là một cái nhân vật lịch sử có thật, có hiện thật, có lịch sử, có cái bằng chứng, có cái di tích này. Cho nên là vị đấy khởi lên cái niềm tin đó nó trở nên mạnh lên nhờ đi chiêm bái bốn động tâm. Đây là nơi Đức Phật đã đản sinh, đây là nơi Đức Phật đã thành đạo, rồi đây là nơi Đức Phật đã thuyết pháp, đây là nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Thì đến cái nơi nào vị đấy cũng phải tưởng nhớ lại những cái thời điểm lịch sử đấy. Đến nơi này Đức Phật thành đạo, vị đấy phải tưởng nhớ đến Đức Phật đã ngồi thiền như thế nào, đắc đạo như thế nào. Đến nơi mà thuyết pháp thì Đức Phật phải tưởng, thì cái vị đấy phải tưởng nhớ đến cái bài pháp chuyển pháp luôn đấy, Đức Phật đã thuyết giảng như thế nào, ý nghĩa ra làm sao. Rồi nhờ đấy mà vị đấy khởi lên cái tịnh tín, khởi lên cái niềm tin, khởi lên cái niềm hoan hỷ. Đến cái nơi Đức Phật đã nhập Niết Bàn thì vị ấy tưởng nhớ đến cái thời lịch sử mà Đức Phật đã đi đến đây, đã nhập Niết Bàn và đã diễn ra những sự kiện gì ở dưới cái hàng Tana song thọ này. Thì tất cả những cái tâm đấy hướng về Đức Phật giống như là một cái người đang tưởng niệm đến ân đức của Phật, nhưng mà cái tưởng niệm đến cái ân đức bằng những cái chứng tích lịch sử hiện thật này ấy, nó chấn động tâm cao hơn là một cái người chỉ ngồi một chỗ mà tưởng niệm. Người đấy có đi đến những cái lịch sử đấy, đến những cái chứng tích lịch sử đấy, thì cái niềm tin nó sẽ trở nên mạnh mẽ và mãnh liệt hơn rất nhiều. Những ai đã từng đi tham quan bốn động tâm rồi thì đều thấy rằng khi mình trở về, cái niềm tin của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và thậm chí cái vị đấy có cái sự thay đổi trong cái cuộc sống hàng ngày khác hẳn đối với cái lúc mà chưa đi. Vị đấy có niềm tin mạnh hơn, vị đấy sẽ tinh tấn tu tập hơn, vị đấy sẽ nỗ lực giữ giới và hành thiền một cách mãnh liệt hơn. Thì hầu hết những người mà thực sự có nhân duyên đã từng đi chiêm bái bốn động tâm, khi trở về thì cái đức tin của vị đó sẽ trở nên rất là cao. Chính vì vậy cái đức tin ấy nó được duy trì liên tục cho đến lúc chết, mà cái tâm nó vẫn còn nghĩ được đến những cái bốn cái pháp đó, một cái nơi động tâm đó, vẫn còn tưởng nhớ được đến những cái đức hạnh của cuộc đời Đức Phật đó, thì cái công đức đấy, cái thiện tâm hợp trí tuệ đấy chắc chắn sẽ cho vị đó sinh thiên thật. Thì cái điều đó mà được Đức Phật cũng khẳng định, mà sau này những ai đến yết kiến bốn động tâm thì người đấy tưởng nhớ đến các ân đức của Phật và vị đó có thể sẽ được sinh thiên. Cũng giống như là một cái người được đi chiêm bái những cái bảo tháp, những cái nơi mà thờ xá lợi Phật, một cái người thờ xá lợi Phật rồi vị đấy tưởng nhớ đến ân đức của Phật, cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp tu hành của Đức Phật, rồi vị đấy khởi lên cái lòng hoan hỷ tịnh tín, nỗ lực tinh tấn trong cái pháp hành, cho nên vị đấy cũng là cái pháp khiến cho vị đó sinh thiên được. Hoặc là bây giờ xây dựng nên những cái ngôi chùa có tượng Phật thì người ta đến, người ta lễ Phật, người ta tưởng nhớ đến đức hạnh trí tuệ của Phật, người ta khi chết người ta còn tưởng nhớ được thì người ta cũng vẫn sinh thiên được. Hay là một cái người đến nghe pháp hay là tu tập hành thiền cũng thế, cũng là một cái nhân, nếu như mà cái vị đó cứ duy trì được cái đức tin đó thì vẫn sinh thiên được. Vậy thì các con đường mà sinh thiên giới có rất là nhiều.
Chứ không phải là chỉ có cái pháp là đi quan sát tứ động tâm, mà tất cả những cái pháp thiện pháp nào đi kèm với cái thâm tâm thiện mạnh mẽ, với cái trí tuệ mạnh mẽ thì đều là cái pháp sinh thiên giới cả. Dạ. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Liên Hoa. Dạ, con thưa sư, trong lúc hành thiền tọa, trong lúc hành thiền tọa lưng thẳng, cổ thẳng, nhưng con chỉ ngồi thẳng được một giờ đầu, còn lại phía sau con lại bị chùn lưng xuống. Như vậy thì có được không ạ? Hay phải tập trung lưng thẳng đến xuyên suốt luôn ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Khi ngồi mà tập trung, khi cái tâm của mình tập trung hoàn toàn vào hơi thở, cái tâm nó không còn cảm nhận là nó không còn để lực vào giữ cái thân này nữa, cho nên là đôi khi cái lưng nó hơi trùng xuống. Cái chuyện đó không sao nhé, không vấn đề gì. Khi nào mình thấy nó trùng quá và thấy nó có cái sự khó chịu ở nơi thân ấy, ở lưng ấy, thì mình lại giữ lưng thẳng lên. Rồi vậy thì sẽ có lúc nó trùng lưng xuống, hoặc là có những người có do người nó mệt mỏi, yếu, sức lực kém, thì cái vị đấy khi ngồi giữ nó thẳng lưng nó cũng cảm thấy nó rất là khó chịu, thì vì nó hơi trùng lưng vẫn được, không sao hết. Nên là giữ lưng thẳng cũng được, mà nó hơi hơi trùng xuống một tí cũng không sao hết, đừng lo ngại vấn đề đó, là cứ tiếp tục thực hành đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Diệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, đa số các Phật tử tại gia không phân biệt được đâu là tín ngưỡng, đâu là đạo Phật. Bạch sư, sư có thể giải thích cho các Phật tử hiểu về sự khác nhau giữa tín ngưỡng và Phật Pháp không ạ? Tín ngưỡng và Phật Pháp. Tín ngưỡng là những cái niềm tin ấy, thì người ta có nhiều cái niềm tin ở trên đời lắm. Ví dụ như là ở Việt Nam người ta có cái đạo thờ ông bà tổ tiên, người ta tin rằng là ông bà chết rồi ông bà sẽ ngự ở trong cái bát hương ấy, cho nên là người ta cứ bốc bát hương ở đây là thờ ông bà tổ tiên, đây là thì đấy được gọi là tín ngưỡng tổ tiên. Hay là có những người, người ta có niềm tin rằng có những vị thần đất, có những vị thổ công, hay là ông táo ngày 23 tháng chạp ông tổ công lên thiên đình tâu, nên người ta mua cá chép người ta để ông lên đấy, ông tâu những điều tốt đẹp để trời phù hộ cho gia đình người ta. Thì cái đấy cũng là một cái pháp gọi là tín ngưỡng dân gian. Cái tín ngưỡng dân gian nó rất là nhiều, hay là cái người ta tin là ở cái nơi này có những cái vị thần linh thổ địa, hay là người ta thờ những cái vị tướng quân hay những cái người có công với đất nước, thì người ta lập nên những cái đền đình miếu mạo, hay là những cái, thì đấy là gọi là những cái tín ngưỡng. Những cái tín ngưỡng là những cái sự tôn thờ. Ở đâu mà có cái sự tôn thờ và người ta có niềm tin rằng đấy có những cái thần linh thần thánh thì đấy được gọi là những cái tín ngưỡng. Nhiều nơi có những tín ngưỡng khác nhau, mình chỉ nói cái tín ngưỡng Việt Nam vậy thôi. Thì đến tín ngưỡng, còn đạo Phật thì khác với tín ngưỡng nhé. Nhiều khi người ta bị áp đặt những cái tín ngưỡng đấy vào trong chùa và người ta hiểu sai rằng trong chùa cũng như một cái nơi tín ngưỡng vậy, thì nó không đúng. Còn đạo Phật là nơi tu hành và là cái nơi thực hành những cái pháp, những cái lời Đức Phật dạy, thì đấy mới là đạo Phật. Ví dụ như đạo Phật thì khác với tín ngưỡng là đạo Phật thì có giáo chủ này, tức là có một cái vị sáng lập ra đạo Phật, đó là có giáo chủ là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đấy, người nào đến với đạo Phật phải hiểu giáo chủ của đạo Phật đấy là Đức Phật. Thứ hai là có giáo pháp. Thế vậy thì đạo Phật truyền dạy những cái pháp gì? Đó là những cái pháp mà Đức Phật dạy ấy, những cái pháp học như là đến với đạo Phật, đạo Phật sẽ dạy bỏ ác làm lành theo cái nhân quả nghiệp báo này, cơ bản này, những cái pháp tu tập về về tâm ấy, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thân giác chi, bát chánh đạo, các cái bộ kinh, những cái bài pháp mà những mình đang tục đọc kinh điển hàng ngày, đấy là giáo pháp. Đấy là đạo Phật, là có giáo chủ này, có giáo pháp, và thứ ba là có giáo hội. Giáo hội tức là có tăng đoàn, có cái người xuất gia chuyên hành trì và thuyết giảng những cái giáo pháp đó, thì đấy là gọi là giáo hội. Thì có giáo hội là cái hội đoàn của những cái người tu tập, thì có những cái sự có giáo hội như thế, thì cái người nào muốn vào tu tập phải được cái sự đồng tình của giáo hội, tức là giáo hội chấp nhận cho cái vị này trở thành người xuất gia. Thì phải có đầy đủ các vị tỳ kheo, tam sư thất chứng, chứng minh, yết ma và công nhận là vị này đã gia nhập giáo hội, trở thành những người xuất gia trong giáo hội này. Thì đấy là một tôn giáo nào cũng phải có đủ ba
cái thành phần như thế, đó là có giáo chủ, có giáo lý, có giáo hội, rồi là có giáo dân, tức là có những cái tín đồ, có những cái người Phật tử tín đồ, những người theo cái tôn giáo đấy là giáo dân, nên là như đạo Thiên Chúa gọi giáo dân, đạo Phật thì gọi là Phật tử, có hàng tín đồ Phật tử. Vậy thì cái người từ cái người tại gia đấy được gọi là cái người tín đồ Phật tử, là những cái người đấy có đức tin, tức là cái người con Phật, thì cái người đấy phải kính Phật, kính Pháp, kính những người xuất gia tu hành, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, và thực hành giáo Pháp theo cái sự chỉ dạy của Phật Pháp Tăng đó. Thì đấy được gọi là đạo Phật là thế. Đạo Phật là có hệ thống như vậy. Còn tín ngưỡng dân gian thì không có. Tín ngưỡng không có giáo chủ, không có giáo lý, không có giáo hội gì hết. Tín ngưỡng dân gian là do con người ta tự nương vào một cái tiểu thuyết nào đấy và khởi lên cái đức tin đối với lại cái niềm tin đấy, rồi người ta tín thôi. Ví dụ như là người ta có cái tiểu thuyết về về ông Thổ Công. Thổ Công thì có rất là nhiều cái câu chuyện khác nhau. Ngày 23 tháng Chạp, Thổ Công cưỡi cá chép lên chầu trời, đấy là một tín ngưỡng dân gian nhá, mà nhà Việt Nam mình ai cũng thờ cái vị đó, cái tín ngưỡng bà tổ tiên, thì cũng không có giáo chủ, không có giáo lý, không có giáo hội gì hết. Cái tín ngưỡng đền đình miếu mạo thì cũng không có giáo chủ, không có giáo lý, không có giáo hội gì hết, mà nó đều xuất phát từ cái niềm tin bộc phát của con người, tức là một cái vùng miền, một cái vùng quê nào đấy, một cái dòng họ nào đấy, người ta tự sinh ra, người ta tự lập nên một cái ngôi đình này, một cái ngôi từ đường này, một cái ngôi miếu này, để người ta thờ những vị thần này thần kia. Thì các cái vị thần do những cái người dân ở đấy, người ta tự người ta hướng đến. Ví dụ như đây là cái vị có công với đất nước thì người ta tôn lên làm thần thì người ta thờ. Hay là những cái vị đấy người ta nghĩ rằng là ở đâu ở đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, thì người ta thờ những cái vị Thổ Công Hà Bá đó. Thì đó cũng những cái tín ngưỡng. Vậy tín ngưỡng dân gian là vậy nhá. Có hai cái pháp tín ngưỡng dân gian khác, còn một cái tôn giáo khác, tôn giáo là đạo Phật khác. Hai cái đấy nó khác nhau, nhưng mà nhiều cái miền quê dân gian người ta không phân biệt ra được đâu là tín ngưỡng dân gian, đâu là tôn giáo đạo Phật. Thì người ta lại coi một cái ngôi chùa cũng giống như một cái nơi tín ngưỡng của họ. Thì người ta cũng đến đấy, người ta cầu xin thế này thế kia, người ta coi Đức như một thần ban ơn giáng họa. Thì đấy là do những cái vùng quê, những cái vùng miền đấy người ta không hiểu giáo lý của đạo Phật, người ta không được nghe giảng Phật Pháp, cho nên là người ta hiểu một cách bao đồng, coi chung chung tín ngưỡng cũng như giáo, tôn giáo cũng như tín ngưỡng. Thì cái điều đó là do người ta hiểu sai, hiểu đúng là khác, có cái sự hoạt động của tôn giáo khác, còn những cái hoạt động của tín ngưỡng dân gian khác. Thì cái người nào có cái hiểu biết thì sẽ hiểu đúng và sẽ áp dụng đúng được hai cái điều đó ở trong thế gian, không lẫn lộn hai cái tín ngưỡng với tôn giáo này. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là liệu pháp ạ. Là con bạch sư, người Phật tử tại La thờ cúng ông bà tổ tiên, vậy các La tiên có ngự ở ban thờ hay không ạ? Và việc thờ cúng như thế nào là mê tín, không có lợi ích, như thế nào là chánh tín và có lợi ích ạ? Người Phật tử tại gia lập nên cái ban thờ để thờ ông bà tổ tiên, bốc bát hương thì ghi tên ông bà trong đấy. Và người ta nghĩ rằng ông bà chui vào trong đấy, ngồi ở trong đấy, ngự ở trong đấy. Điều đó là cái tưởng tượng của người ta thôi. Có ai mà chui vào trong đấy mà ngồi, giờ mình chết đi mai mốt con cháu thì nó bảo mình ông bà chui vào đây ngồi nhá, mình cứ ngồi ở trong đấy hoài à, mình không đi đâu à. Trong bát hương thì nó có cái gì đâu, có mấy cái tro tàn ấy à. Mình làm nhà cửa đẹp em mình ở, mình cho ông bà ở trong cái đống tro tàn này ha. Coi thường ông bà quá ha. Điều đó không có nhờ. Cái điều đó là mê muội, mê nầm, mê tín, do con người ta tưởng tượng suy nghĩ ra mà thôi. Cái bát hương chỉ là để cắm cái cây hương thơm ở đấy cũng. Còn cái sự tôn thờ là cái sự tưởng niệm tri ân, giống như là mình thờ Đức Phật vậy. Đức Phật không ngự ở trong tượng Phật, Đức Phật không ngự ở trong chùa, mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà mình thờ Đức Phật để làm gì? Để tưởng nhớ đến cái cuộc đời cao thượng của Đức Phật, để mình nương theo cái tấm gương của Đức Phật mà tu tập, mình khởi lên cái niềm tin, giống như mình có cái sự tri ân đối với một cái bậc thầy, giống như là một cái người, một cái ông tổ của một cái môn phái nào đấy, ví dụ như là
ông tổ của một cái môn võ công nào đấy, nên là cái đời sau con cháu thì người ta học được người ta vẫn tôn thờ ông tổ một cái thầy thuốc nào đấy, và từ cái đời ông Bành Tổ bao nhiêu năm rồi ông truyền bá ra cái nghề này, cho nên là bây giờ con cháu học theo, nên là người ta tri ân, người ta đắp lên cái tượng để người ta ghi nhớ. Hay là thì cũng vậy, Đức Phật như những cái ông tổ vậy, thì cái ông bà tổ tiên nhà mình cũng thế, là cái người sinh sôi nảy nở đẻ ra những cái hàng những con cháu này, cho nên là tưởng nhớ về cái cội nguồn tổ tông tông ti để cho nó khỏi mất gốc, thì người ta tri ân, người ta tôn thờ, người ta lập lên tử đường hay là ban thờ để người ta tưởng nhớ thôi, rồi người ta dâng lên những cái vật dụng người ta cúng dường tri ân, coi người sống cũng như là còn chết, người chết cũng như là còn sống ấy. Thì đấy là cái tâm hiếu thảo, cái tâm hiếu thuận, cái tâm cung kính, thì cái tâm đó cũng tốt, nhưng không được mê muội, không được nghĩ rằng ông bà ngồi đấy ông bà ăn những cái điều đó. Cũng giống như vậy, mình cúng dường Đức Phật với cái tâm thành kính, nhưng mình không được nghĩ rằng Đức Phật là có linh hồn tồn tại mà đang ăn những thức ăn mình cúng, không được nghĩ thế, nghĩ như thế là mê nập. Thì thờ ông bà cũng tương tự như thế, thờ với cái tâm thành kính tri ân như vậy, chứ không phải ông bà ngồi đấy đâu, ông bà không có ăn những cái đồ mình dâng lên, ông bà không có ngự ở đấy, mà người chết rồi sẽ đi đầu thai, đi luân hồi tái sinh về các cõi sống khác nhau. Kể cả một số người người ta sinh làm ngã quỷ thì người ta cũng đi lang thang vất vưởng đây đó, nhưng người ta chẳng chịu ngồi một chỗ đâu. Nên ai mà cứ ngồi hoài một chỗ để cho mình muốn đến kêu cầu xin bái cái gì cũng được, cái điều đó mình đang lạm dụng tín ngưỡng để cầu xin ông bà coi như là cái vị thần tài hộ mệnh cho mình, coi cái gì cũng được. Thì cái đấy là cái tín ngưỡng thế gian, thì người ta hay có những cái ảo tưởng mê lầm khác nhau. Nhưng mà cái người nào có trí tuệ hiểu ra được thì cái người đấy không bị nặng về tín ngưỡng, nó tránh ra được cái mê tín dị đoan. Và những người nào mà không hiểu, không nghe được giáo pháp thì người ta rơi vào mê tín dị đoan, người ta rất nặng về cái chuyện thờ tự đó, thì người ta rất là khổ. Còn những người nào mà bớt được cái sự mê lầm đấy đi thì nó nhẹ nhàng, mà nó cao thượng, cao quý, có tôn thờ. Việc tôn thờ, mình bỏ ông bà tôn tổ mà không tôn thờ thì điều đấy cũng là cái điều không tốt. Thì giống như là một cái người không tri ân cha ông, người như vậy thì cũng không có cái tâm thành kính, không có tâm thành kính thì cũng không hay. Nhưng mình có tâm thành kính phải đi với trí tuệ, tức là đức tin phải đi kèm với trí tuệ, là hiểu đúng thì mình biết rằng là đây chỉ là cái tri ân, là cái sự tưởng nhớ về cội nguồn để mình sống nó khỏi bị mất gốc thôi, chứ không phải là có ông bà ngự ở trên đấy, nên là phải hiểu như vậy thì sẽ có cái tâm nó thanh thản, nhẹ nhàng, an vui hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con bạch sư, có sự khác biệt gì giữa thờ Phật và tôn thờ các vị gia tiên ạ? Thờ Phật và tôn thờ các vị gia tiên có sự khác nhau. Khác nhau, thờ Phật thì thờ ở chùa, đôi khi cũng có người sẽ thờ Phật ở trong nhà mình. Nhưng mà mình phải hiểu rằng Đức Phật khác, gia tiên nhà mình khác. Đức Phật là bậc thánh nhân, còn gia tiên là phàm phu. Đức Phật là bậc đã hết tham sân si, là người đã tu hành chứng đắc, là bậc đã tự tại siêu thoát, rất là cao thượng. Còn gia tiên thì là những người chưa có tu tập, cho nên đó vẫn cũng chỉ là những người phàm tục bình thường như những người khác, thì có cái sự tôn thờ phải khác nhau. Mình tôn thờ Đức Phật khác. Đức Phật là bậc thánh nhân xuất thế, là bậc thầy của trời người. Còn gia tiên nhà mình có tôn thờ như vậy, mình vẫn phải biết là gia tiên nhà mình vẫn phải tôn kính Phật, vẫn phải thờ Phật. Thì vậy nên là phải thờ gia tiên thấp hơn, chỗ thờ Phật mình phải có cái tâm thành kính đối với Phật cao thượng hơn, Đức Phật cao thượng hơn gia tiên nhà mình rất nhiều. Gia tiên thì cũng ngang ngang với những người trần thôi, người bình thường thôi, còn Đức Phật thì khác. Tôn thờ thể hiện cái lòng thành kính tuyệt đối với Đức Phật, Đức đã đoạn trừ hết giải thoát, đã chấm dứt khổ đau, bậc thầy của trời người, của tam giới. Còn gia tiên thì vẫn còn là những chúng sinh luân hồi sinh tử, vẫn còn khổ đau, cho nên là vẫn còn phải cung kính tôn thờ Đức Phật và nương vào giáo pháp của Đức Phật tu tập để giải thoát. Cho nên có sự khác nhau xa nhé, sự khác nhau tuyệt đối. Mình chỉ cần hiểu như thế thôi, còn cái sự tôn thờ thì nó là cái tâm thành kính của mình, nhưng mà mình vẫn phải hiểu gia tiên nhà mình là những người còn khổ đau, còn phải nương vào pháp Phật để giải thoát khổ đau, còn Đức Phật là bậc đã giải thoát khổ đau, là bậc thầy chỉ dạy con đường đi đến chấm dứt khổ đau. Vì vậy nên là mình tôn thờ
có sự khác nhau như vậy, là mình cũng mong rằng mình cung kính Phật để mình được cái hưởng phước và đi đến giải thoát ở tương lai, cũng mong rằng gia tiên nhà mình cũng hoan hỷ và tôn thờ Phật để mà tạo ra phước và đi đến giải thoát khổ đau ở tương lai. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi cuối cùng trong buổi ngày hôm nay ạ. Dạ, con thưa sư, quan điểm của đạo Phật về các vị thần linh như thế nào? Đức Phật có cho các đệ tử tôn thờ hay không tôn thờ thần linh hay không ạ? Quan điểm của đạo Phật về các vị thần linh thì quá là nhiều, quá là vô biên. Các vị thần linh ở khắp cái thế gian, ví dụ như là ở cái cõi ở trên mặt đất này thôi, thì tất cả các vị chư thiên ở trên mặt đất được gọi là các vị thần linh. Các vị chư thiên ở cái cõi tứ thiên vương này gọi là phong phú nhất, sống gần gũi với con người nhất, thì trong đó có những cái hạng thần linh như là rồng ấy, hay trên chùa đền đình nhà mình đều đắp những cái hình tượng của các vị long vương ấy, các vị rồng ở dưới Long cung, hay là sống ở dưới biển, có những cái long cung ở dưới nhân ở dưới biển đây, đấy cũng là các vị thần linh, rồng, chim sĩ điểu, thì tất là các chùa là hay thờ rồng, bởi vì các vị rồng người ta có những cái thần lực, người ta cũng có thể bảo vệ được cái năng lực của người ta, người ta đôi khi người ta có cảm tình với ai, người ta tôn trọng quý mến ai, người ta cũng có thể có những thần lực người ta bảo vệ được những cái vị đấy, và nhiều cái vị long vương long cung người ta có tâm tin kính Phật, người ta bảo vệ Phật, ví dụ như là có cái hình tượng mà một vị rồng cuốn 7 vòng quanh rồi lấy màu che mưa cho Đức Phật 7 ngày 7 đêm đấy, mà mình đang thờ pho tượng ở dưới ao ấy, thì đấy là những cái vị rồng người ta rất là kính Phật nên người ta rất là hay hộ trì Phật pháp, chính vậy nhiều chùa người ta hay đắp những hình tượng rồng ở trong chùa, đấy là để cho những vị đấy sẽ là những vị hộ pháp hộ trì cho chùa, trừng phạt những cái người nào ác ý muốn đến chùa gây phá rối, là những người nào có ác ý muốn hại người tu hành, muốn hại giáo pháp, muốn hại Phật, đôi khi nhé có nhiều cái vị rồng ấy, cái vị long cung ấy, vị đấy sẽ xử lý, vị đấy sẽ đến nhà rồi vị đấy quấy cho biết tay, nên đấy là những cái vị có những cái vị hộ pháp được như vậy. Rồi đôi khi có những cái vị thần khác là những cái vị dạ xoa, có những cái vị dạ xoa người ta có cái trách nhiệm, có các cái vị vua trời người ta giao cho các vị ấy cai quản ở những cái nơi đền đình miếu mạo. Vì vậy những nơi đền đình miếu là những nơi linh thiêng, nơi linh thiêng bởi vì có rất nhiều các vị thần linh cai quản ở đó, mà ai là cái người chỉ đạo, mà các vị vua trời tứ đại thiên vương là những cái người chỉ đạo cho những cái vị dạ xoa đấy, là ông hãy bảo vệ cái nơi này, ông hãy bảo vệ nơi kia, hãy bảo vệ cái đền này, hãy bảo vệ cái ngôi chùa này. Vì vậy cho nên là trong nhiều ngôi chùa vẫn có các cái vị thần linh người ta bảo vệ, người ta canh giữ ở đấy, rồi các cái vị thần đất rồi có rất là nhiều, đấy là các cái hàng quỷ, hàng dạ xoa rắc kha, rồi là các cái quỷ thần ở trên ở cái cõi tứ thiên vương thì rất là nhiều các cái hàng dạ xoa. Đôi khi nhờ nghe trong những tiểu thuyết là có những cái có những dạ xoa ăn thịt người ấy nhá, cũng có nhá, cũng có những cái dạ xoa đó, có những cái vị dạ xoa người ta được phép ăn thịt ai mà bước xuống cái hồ đấy, đôi khi có những cái hồ có những cái dạ xoa thỉnh thoảng người ta hay bắt người ta ăn thịt, người ta chỉ được phép ăn thịt người xuống, ai bước xuống hồ con vật gì bước xuống đấy người ta được ăn. Đôi khi có những cái dạ xoa cái vị người ta sống ở một cái cội cây đấy, cứ ai đến ngồi dưới cái bóng cây đấy người ta sẽ được ăn, và tất cả những cái con vật gì đến cái bóng cây đấy, cái bóng cây nó cứ ngả bóng lên đâu mà cứ có một con vật gì dù nó là người đi vào đấy thì người ta cũng được ăn thịt, thì các cái vị vua trời cho phép người ta được 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 phép trong cái phạm vi đó, thì điều đó cũng có, thì cũng có những cái vị dạ xoa thì người ta không ăn thịt những người này, người ta xuống địa ngục người ta bắt những chúng sinh dưới đấy người ta ăn thịt, cũng giống như con người trên đời mình cứ bắt trâu bò lợn gà ăn thịt đấy, thì nhiều cái vị thần người ta ăn thịt ấy thì người ta cũng cũng bắt những cái chúng sinh ở ngã quỷ ở cái cõi địa ngục người ta ăn thịt, thì đó cũng là các cái vị thần ở cái cõi thế gian này thì vẫn có những cái thiện thần và có ác thần như vậy. Thì có những cái thần rất là hung dữ, có những vị dạ xoa thì trông rất là ghê 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 rợn dữ tợn, đấy là gọi là cái cõi tứ đại thiên vương này, là có 4 vị vua cõi trời cai quản 4 cõi 4 châu thiên hạ, thì trong đó có những vị thần cây, thần đốc, thần sông, thần núi, thần mưa, thần gió, thần biển, thần đất, thần gì ở đâu cũng có, nghĩa là ở chỗ nào cũng có thần hết, cây khối nào cũng có, các những cái cây cao bóng cả cái lớn đều có các vị chư thiên sống ở đấy thì được gọi là các thần cây.
các núi đồi đất đai, hay là trong nhà cửa những người dân nhá, nhà nào cũng có thần hết. Các vị sống ở trong cái nhà mình ấy. Có những vị thì người ta không có phương, người ta không có lâu đài, nhưng mà người ta cứ ai xây nhà lên mà chưa có vị nào ở, người ta đến người ta cứ ngụ ở đấy cũng có. Người ta sống ở trong nhà người thường. Thế nên là các nhà nào hay lập những cái bát hương thờ những ông thổ công thì có những vị chư thiên, các cái vị thần đất đấy, người ta sống ở đấy, người ta ngự ở đấy. Thì đấy là các vị thần ở trên mặt đất này. Có những vị thần cai quản dưới địa ngục, có những vị thần người ta sống ở trên cao hơn, người ta có những cái tòa lâu đài bằng vàng bạc, thì người ta phước người ta lớn hơn thì người ta sẽ được hưởng cái đời sống sung sướng hơn. Người ta cao ở trên cao nữa thì các vị chư thiên đấy cũng là thần, thiên thần. Ở các cái cõi trời đao nợ thiên vương thì những cái vị chư thiên đấy người ta không sống ở dưới mặt đất thì người ta sống trên cách con người rất là xa. Thì người phàm ít khi tiếp xúc được với những cái vị đấy. Thì đó cũng là các vị thiên thần. Rồi các cái cõi trời dục giới, sáu cõi trời đấy thì vô số các vị chư thiên giống đấy là các vị thiên thần, các cõi phạm thiên tiếc đều là những vị thiên thần hết. Vậy thì thần tiên nhiều lắm, vô số kể. Nhưng mà vì Đức Phật có thiên nhãn, Đức Phật có thể tiếp xúc nói chuyện giảng dạy đạo lý cho các vị ấy nghe. Rồi các vị ấy cũng nhiều người là Phật tử quy Phật pháp, cũng có người thì người ta không quy Phật pháp, có người có đức tin, có người không có đức tin, giống y như con người thế gian vậy. Có người có đức tin, có người không có đức tin, có người là Phật tử, người không Phật tử, có người hộ trì Phật pháp, có người phá hoại Phật pháp, cũng giống như con người thế gian vậy. Có người thì tôn kính Phật pháp, người thì chỉ đến chùa gây sự là phá hoại Phật pháp. Thì đời cũng thế, con người cũng thế, các thần linh cũng vậy, cũng là chúng sinh con người, chỉ khác nhau cái là sinh ra cái thân thô thiển rõ ràng thì đấy là con người, sinh ra có cái sắc thân vi tế trong trẻo mà mắt thường mình không thấy được thì các vị là các vị thiên thần, tùy theo cái nghiệp khác nhau. Nên là các vị thần thì nhiều lắm, nói không kể không hết được.